người cứu em. Cái này bỏ trên sau ghế là có cắp đặt rồi. Tuy ơi xuống lấy cái bao đầm cắp chéo lên cho chị đi. Tuy qua Quỳnh qua kia lấy mấy túi sách nữa xong chưa hết cho con. Rồi giải quyết cái túi kia rồi lấy túi kia luôn chưa? Túi kia ở đâu? Có. Cái túi mặt cười đó là nó nằm ở trong đó luôn á. Mấy cái chồng mới về đó, túi mặt cười đó. Là mấy cái túi kia qua rồi chứ. Nhiều nhất này. Đây là mã túi sách công sở dành cho chị nào tối hôm nay chia sẻ livestream nhiều nhất, và 9:30 em sẽ công bố phần quà này cho mấy chị ha. Một phần quà duy nhất ngày hôm nay tại bán ế chưa đủ kinh phí nha. Dạ tại em bán ế và em chưa đủ kinh phí. Cho nên hôm nay mình sẽ có một món quà cho mấy chị ha. Dạ của ít lòng nhiều nha. Chị nào mà chỉ cần sưu tầm túi sách ở nhà em thì cứ ngồi tại cái live này, chỉ có tối nhiệm vụ chia sẻ livestream thôi. Thay vì em bỏ tiền em chạy bay thì em sẽ dùng tiền đó để em tặng quà cho mấy chị, ok chưa? Có ngày 100, 200, 300, 500, có ngày em chạy cả triệu nha. Đó, ngày nào chạy cả triệu thì ngày đó em live phải 4-5 tiếng. Nhưng mà hôm giờ không đủ sức cho nên là bay chạy rất là thấp. Thì thay vì cái tiền mà mua bay hoặc là mấy chị cái tiền mấy chị bỏ tiền mua túi sách thì làm ơn ngồi tại live này. Kể cả khách cũ cũng như khách mới chỉ cần lượt chia sẻ cao nhất là em sẽ tặng. Mà một khi mà cái bill đó tặng thì ok, vui thì mấy chị trả ship, không vui thì em trả ship. Nói chung cái nào cũng được. Hoang quá, hello chị Minh. Chị Minh ơi, chứ tối nay là tất cả những chị ở đây là không sống nổi với các em, với cái hàng Việt Nam xuất khẩu đôi giờ hàng dờn dày nè nè. Hàng dờn dày nè mấy chị, sao giờ? Đó, hôm nay giờ có nhiêu đây à? Rồi, hôm nay giờ đúng nhiêu đây, cái thứ nhất, cái thứ hai. Và em nói luôn cái hàng Việt Nam xuất khẩu này nha. Hàng Việt Nam xuất khẩu đây có đồng đi tiền luôn, mà chỉ có giá nói chung là thấp lắm. Nói chung là giá rất là thấp tối hôm nay. Có những con đồng đi tiền mà nó chỉ có 250, 280 thôi. Thì tại vì sao? Thì mỗi mẫu nó có một con. Còn mấy chị muốn hàng thẳng thơm, muốn hàng mà thẳng thơm thì ok, Việt Nam xuất khẩu 280, 300, 350, 450 ha. Còn bây giờ hàng này là hàng mỗi mẫu nó còn một cái. Và ngày hôm nay vợ chồng em là lựa cật lực lắm, nói được như đây. Thì đầm nó sẽ đè lên những cái bao tải thì đồ nó sẽ hơi nhăn, nhưng mà đầm rất là đẹp ha. Ha. Hàng chia hết con người nhỏ bé kia. Dạ nhưng mà biết sao không chị Minh, bây giờ không tóc hàng này em không có tiền thì không phải than, nhưng mà giờ em không tóc liên tục thì không có đồ để bán cho mấy chị, mà em thì không có đồ bán thì em like em chán lắm. Cho nên là hôm nay lên hàng Việt Nam xuất khẩu cho mấy chị nha. Rồi em vẫn nói lại một lần nữa về hai điều ngày hôm nay còn nói. Đây là cái túi sách tặng cho những chị có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất. Đây là cái túi sách tặng cho những chị có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất. Đây là điều thứ nhất ha. Rồi điều thứ hai là hàng này là hàng giống như một bao tải, hàng bao tải bự thì nó không có treo lên, thì mình lựa trong cái đống đó thì nó sẽ nhầu. Chị nào quen dùng hàng Việt Nam xuất khẩu thì hãy mua, không quen dùng đừng mua, mất công về là đồ như cái nùi dẻ. Nhưng mà thật sự những người nhà giàu người ta dùng hàng Việt Nam xuất khẩu, nhà giàu, nhà nghèo mà đụng vô hàng Việt Nam xuất khẩu thì phơm và vải rất là đẹp, kể cả đẹp hơn hàng xưởng em. Đó cho nên mấy chị lưu ý giúp em ha. Ưng thì mình mua, không ưng đừng nói lời cay đắng nha. Rất là rõ ràng, tại vì em buôn bán em đổi trả. Chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì đúng 9:30 em sẽ tặng túi sách cho mấy chị. Và có thể nếu đẹp đẹp trời em sẽ tặng mã này, nhưng mà giờ chưa biết mã đẹp trời hay không. Mã này 301, em xe ra mã này cho mấy chị với giá 250, 240 đi, ok không? Nó là một con dây nịt nè, một con dây nịt ha, và một cái bóp da cá sấu. Một con dây nịt đây, một con dây nịt gân cá sấu nè, và một con bí da. Và đừng ai hỏi là này da thiệt hay da đẻo nha, thông báo một phát một luôn là da thiệt á. Ừ, da thiệt bán 240 cho mấy chị cho tàu nha. Đó, có nhiều chị vô hỏi nhiều câu ngồi mắc cười lắm. Đập đầu con cá sấu, chắc con cá sấu đó khoảng cỡ mình cho nó 50 kg đi, con nó 50 kg, 1000 kg là con đó khoảng cỡ 50 ngàn, 10 ngàn kg, con nó 500 ngàn ra được da cá sấu. Da cá sấu nào da cá sấu thiệt mà 240 mà đi vô hỏi ông nậu.
mệt thiệt mấy chị, bỏ vô đi. Giao một cái bộ này nè mấy chị, một cái bộ sách tay này em bán xe cho mấy chị 250 nha. Đó, chị nào chốt thì chốt cho nhanh nha. Rồi lên hàng cho mấy chị nè. Đầm này 280 mấy chị, hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Nhân tay thì ở trước là sợi dây chuyền ha. Rồi, đầm Việt Nam xuất khẩu, đầm này tương đương 60-65kg. Đầm này là nó để là size 12 nhưng mà chỉ có 60-65kg thôi. Đầm này 280 ngàn. Đầm này phối ren nè, ren phối với ren hoa. Đầm này chỉ có 60-65kg thôi, chốt giùm em đầm hoa 280 ngàn nha mấy chị nha, 280 ngàn. Trước khi em vô đầm Việt Nam xuất khẩu ti, khi cái bao đầm bi chị xem cho hai con đầm ngủ, xem cho mấy chị hai con đầm ngủ 130, đầm này là em bán 140 ngàn con. Nhưng mà nó bị cái vấn đề mắc phong long là mấy chị chê cái thun này, thun gì mà mềm. Ở thun mà cứng cứng không êm tay, mấy chị cũng chửi. Và em xả cái bao phong long này, em xả cái bao đầm phong long này, hai con 130, chỉ có 65 ngàn một con đầm ngủ thôi. Chị nào ưng thì chốt 60-100kg free size. Đó đâu đi, đầm nào nhớ không? Đó đúng rồi đó. 130 ngàn hai con đầm ngủ, đừng xả, đừng trả giá, đừng bơm hàng, đừng free ship giùm tôi cái mà cuộc đời tôi bán tôi không có free ship cho ai đó. Free ship ship có 20 ngàn mà free ship gì mấy chị, đơn giản lắm. Muốn free ship bán lên mỗi con đầm 20 ngàn nữa, free ship vivo ha. Em nói mấy chị nghe, con này là 140 nào, giờ em bán sale cho mấy chị là 130 ngàn hai con, được chưa mấy chị? Nó là thun co giãn 4 chiều nè, form dễ thương không đó. Cứ 60kg nha mấy chị nha, 60kg đến 100kg đầm này, 60kg đến 100kg đầm này nha mấy chị. Chị nào chốt đầm thì chốt giùm em hai con khỏi lựa màu đi, hai con khỏi lựa màu, khỏi lựa luôn mấy chị, khỏi lựa, đừng nói lựa gì hết trơn. Tại vì nó là khuôn mặt nhà rồi, nó rất là sướng, em nói vậy thôi. Còn ai mà kiểu như thích hàng cao cấp thì đừng chốt hàng này. Vậy đi mấy chị ha. Hai con 130 free size, 60-65kg, coi nửa tướng của ai. Kêu ông Bi soạn cho cái chị đó luôn á, cái chị mà có hai cái túi á. Hai con của chị Dương Kim Huỳnh. Màu dễ thương không nha chị Dương Kim Huỳnh. Cái yên lựa màu dễ thương nha. À, Dương Kim Hạnh, hai con 130. Hai con 130 Hà Hoa nè, Bi nè. Rồi hai con của chị Dương Kim Hạnh. Hello mấy chị. Dạ hai con nè, Bi đẹp lắm nha chị Hường. Em nói thiệt, tại vì màu nào cũng đẹp cho nên khỏi cần lựa là vậy á. Màu nào cũng đẹp khỏi cần lựa ha. Đó, chị Hường đây còn nhiêu ký lên chiều cao con nè. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng dễ thương. Mấy chị mua hai con về mấy chị ngặt mặt ngứa nghề lắm. Mấy chị mua hai con về mặt ngứa nghề lắm. Rồi hai con của chị Ngọc Hương nè. Hai con có màu cam, Bi cam thôi. Hai con có màu cam. Hai con có màu cam của chị Nguyên Phạm quận 12. Nguyên Phạm quận 12 130. Bán lẹ đi mấy chị ơi. 72kg nốt đi mấy đứa không? Học vừa 72kg. Dạ hai con nha mấy chị nha. Chị nào chốt hai con chốt lên giúp giùm em. Dạ em không có chỗ trang mẫu em mới đứng luôn hả mấy chị? Chị Nguyên Phạm chị có đặt cái gì nữa không? Chị Nguyên Phạm có đặt cái gì nữa? Kiểm tra chị Nguyên Phạm. Chị Nguyên Phạm hôm qua chị có thấy con đầm riêng này không? Đầm riêng này 60-75kg là 250 ngàn này chị Nguyên. Chốt rồi cho uổng chị Nguyên ơi. Đầm riêng con su nè 60-75kg. Trời ơi chị nào mà chưa chốt cái con đầm sơ mi riêng này chốt nha. Tại nó có một con à. Nè nó có phối nè mấy chị ha. Nó có phối nè. Nó có phối cái đường văn thun mà rất là đẹp ha. Con này 60-75kg đầm riêng. Chị nào chốt đầm riêng chốt lên chất giùm em đầm riêng rồi. Không ai chốt đầm thun này đúng không? Không ai chốt đầm thun này thì mình qua ha. Đi đưa cái bao xuống này dưới. Tôi luôn cứ giữ luôn cái giờ cho này ngọt chết, đẹp chết thôi luôn. À, hôm nay em lên cho mấy chị cái mã nằm nhung. Mã nào con, mã nằm nhung nó đưa con Út coi số lượng. Quay ra cho Út coi thôi đừng nói nghe. Một bao nó bao nhiêu tái mà nó nhiều dữ vậy? Bụng buồn. Em người không? Free size 60-100kg nha. Chị lên chiều cao con nặng đi giảm gì con. Ở trong đó ok nha. Đúng không? Chị chị nghe nè. Chị không nghe nha. Dạ đúng rồi chị. Tại vì còn mấy con chị nung lê thương em. Đừng nhận mấy vụ đó. Tại vì em bán hồi xưa giờ nó vậy rồi. Chị nung lê ha. Đầm riêng chị phải lên số ký nha. Chị phải lên số ký tối hôm nay mấy chị là đầm Việt Nam xuất khẩu là 60 đến
5 kg chị Dương Kim Hạnh, 65 kg đến 75, 60 đến 75 kg nha. Tối hôm nay rất là nhiều đầm, 100 kg nha mấy chị, mà phải coi like cho mấy chị đừng hối em. Nếu coi like được thì mấy chị hãy coi nha, chứ đừng hối em. Hối em chạy tụt quần á, ha. Dạ, hối em làm chạy tụt quần nha mấy chị. Ok không mấy chị ha? Làm riêng của Dương gì? Có cái em của bay như vậy là ta cãi lộn với nó. Nó cái sao mà làm nó to là sao? Cột hai cột hay ẩu tải. Kiểm tra thì phải kiểm tra nó đủ má cái chữ nó không, giờ có thuộc lại được không? Nó đọc mẹ thuộc lại được không? Chú cầm riêng 250 của chị Dương. Chị Dương Kim Hạnh lên chiều cao cân nặng đi nha. Nhiều nốt chưa? Tôi lần kêu nốt là cái là mệt mỏi. 250 ngàn của chị Dương Kim Hạnh nè. Rồi cắt đổ đồ đi ra đi đi. Đổ đồ ra. Mấy chị đợi đợi nha. Rồi em lên cho mấy chị một mã nằm nhung. Thì đứng trước đây đi con, giờ hết chỗ mà đứng luôn rồi. Đứng trước này con. Đứng trước đó người ta không có thấy rõ chắc nhung mềm. Rồi, em lên cho mấy chị đầm nhung học ca nha mấy chị, 300. 300 ngàn đầm nhung học ca, trời ơi con này là em mặc hồi lai là bao nhiêu người hỏi luôn á. Dễ thương mấy chị. Nhung mềm. 300 ngàn. 300 ngàn, lấy hai cái đầm ngủ hả chị? Có size từ 80 đến 100 cái ti xuống em rút hai cái đầm ngủ hai đẹp đẹp cho chị không lên. Phong dài mấy chị nha. Em sale có lý do á chị, chứ không phải không có lý do đâu nha chị. Trời ơi, cái con này mấy chị mặc vô như công chúa nha mấy chị. Có túi nha mấy chị, có túi hai bên luôn. Mặc vô như công chúa luôn nha mấy chị, như công chúa. 300 ngàn. Đây, cho chị nung lên. 300 ngàn một con đầm, có tổng cộng 4 size đầm nhung. Con này đẹp lắm chị Thúy, con này dịu dàng mà con này nhung mềm nha. Rồi cho một con XL của chị Thúy Nguyễn Thị đi. Hôm qua hình như em có để một hai con áo phun cho chị Thúy Nguyễn Thị. Không biết gửi xuống mà chị nhận được chưa nữa. Không biết gửi xuống mà chị nhận được chưa nữa. Rồi cháu có XL mặt ngồi bán đây. Lấy chị con hoa đỏ có. Cho đây lấy kia vô xuống kiếm hoa đỏ đi. Xuống kiếm hoa đỏ với hoa xanh. Xuống kiếm con hoa đỏ cho chị lung lên đi. XL. Rồi con vô giới thiệu cho mọi người coi đi. Bây nhiêu cái đằng chị? À, 300. À, mà có một chai vô là 300 chứ chị thử. Đây mấy chị ơi, đầm nhung là cực kỳ sang chân luôn. Đó, chị đang tính số thì khoảng này cho em giá là 300 nghìn đầm nhung mềm nha. Em có size từ 60 đến 100 kg nha. 60 đến 100 kg. Ờ, đầm ngọc chai nhung mềm. Xinh lắm mấy chị ơi, cơm đẹp lắm. Sao sao phơm su mấy chị ơi. Đầm phơm su. Giá là 300 nghìn cho đầm này nha. Đầm phơm là mềm thiệt. Đây là vải nhung mềm. Và cổ có ngọc chai, đính đá luôn. Cổ ngọc chai, đính đá, đầm xinh quá mấy chị ơi, thích chốt liền. 60-70kg là mặc L cho em nha. 70-80kg XL nè. 90-80kg là 2XL. Và 90-100kg sẽ là 3XL nha mấy chị. Đầm nhung mềm. Này màu đỏ mấy chị nha. Màu đỏ mận. Đây đầm đỏ mận giá là 300 ngàn nè. Mấy chị thích thì chốt liền cho em. Mấy chị nhìn thấy là ngọc trai đẹp không? Ngọc trai đính đá nha. Vải là nhung mềm. Mềm đủ xinh lắm mấy chị. Thích chốt liền cho em mẫu này nha mấy chị ơi. Phơm xinh lắm. Đầm hoa ngọc trai. Đầm đỏ ngọc trai cổ. Đầm hoa này nữa. Lấy hoa đỏ. Đây cái đầm này xinh lắm mấy chị. Đến gần cho mấy chị coi cái phơm của nó nha.
chị. Ship bi tần kinh đó. Xinh lắm mấy chị ơi, chốt liền con đầm này cho em. Em có phải 60 đến 100 ký nha. 60 đến 100 ký chốt liền. Hoa là làm hũ dạ đúng không chị Mỹ Phương? À, em không nhớ nữa chị, đợi em coi được không? Không biết mà bữa nay tại vì có mấy cái con áo thun đen á. Ủa Thúy Nguyễn Thị cái bill gửi hồi nào vậy? Kiểm tra thử bill Thúy Nguyễn Thị rồi con kéo nó nhìn mẫu coi coi. Đưa mấy cái đầm ngủ lên lại, để cái bao đầm ngủ trước mặt cũng được nè Ti ơi. Đưa chị mấy form đầm ngủ đi. Con quần này 120 nè. Con quần này chị Thúy Nguyễn Thị lấy đi yên khỏi mặt. Vải đẹp lắm nha chị Thúy. Em không biết đó vải gì nhưng kiểu thun lạnh đó, nhưng mà sai em với chị nè. Nói chung là em vừa là chị vừa, con này 75 đến 85 kg quần beo. Quần này 120 ngàn hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Quần này 120 ngàn hàng Việt Nam xuất khẩu ha. Chị nào chốt đầm ngọc trời, chị nào chốt đầm nhung đỏ mềm chốt giùm em. Đầm nhung đỏ mềm. Cái đầm này hồi đó em có may màu đen nhưng mà ngắn hơn này một khúc, nhưng mà ngắn mà dưới đầu gối như đây thì cái đầm này phơm nó lên nó không có đẹp. 120 ngàn của chị Thúy Nguyễn Thị. 9:30 chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng cái túi sách ha. Thưa mấy, kiểm tra trong bill ơi. Đây nè chá, nói chung là đầm này 140.000 cái đó, mà có một cái lý do mà em không nói được nha. Lý do là từ bà khách. Nói chung là đổi, còn đã đổi mấy bộ đồ đó xong là bắt đầu là em bị cục nứng luôn á. Em bị cục nứng cho nên em mới chửi lộn với kho. Thật sự luôn, em chửi lộn với kho nó tại sao mày may cái giải thường quá. Thì nghĩ sao đầm này mà còn chơi nữa chị Nung Lê. Mày đại khái là cửi lộ với nó, xong nó nói thôi giờ chị xe giùm cho khách đi, em lấy về giá vốn giá lỗ cũng được. Cái mẫu này đẹp lắm chị anh ơi, anh nhận hết rồi là 120. Form dễ thương lắm chị, em nói chị là form như tiểu thư vậy đó, form như tiểu thư luôn nha chị tin em đi, cái mẫu này là form như tiểu thư luôn ha. À, chị nào chốt mẫu này thì chốt, nhưng mà có áo thun của chị chưa, chị có đủ áo thun để mặc cái chân váy chưa? Nó rất là nhiều màu cho nên khi mấy chị cứ chốt là chốt đồ lên thôi chứ không có màu. Xếp hồng cánh sen gồm 3 món 320.000, gồm chân váy, áo dây và áo khoác laser ở ngoài ha mấy chị ha. Vải được mà. Trời ơi em nói với chị Nung Lê á, giống như là làm buôn bán là phải làm dâu trăm họ. Coi thử nhiêu người coi vậy. Mấy chị coi giùm em nhiêu người coi. Buôn bán là giống như làm dâu trăm họ chị nha. Ví dụ như đâu phải cứ với cái vải này nè. Mấy chị nói vải nhung cứng. Mặc cái áo thun đen vậy mà học ba lỗ, mặc ba lỗ là đẹp nhất. Ví dụ như cái mẫu rũ này thì mình sẽ may cái đầm vải nhung mềm này. Còn cái vải mà, gì con nói vậy? Còn cái vải nhung cứng mà để ra form chữ A mà mấy bữa em bán á, tí xíu em sẽ lên mẫu đầm ngọc. Con thay cái mẫu đầm là ngọc cai quyết nách đi. Nó về một bao đó, hình như đây hay sao? Thì mình phải may vải khác chứ mấy chị cứ định hình là ừ tao thích vải đó là buộc lòng hàng ra phải vải đó, là không có chuyện đó đâu nha mấy chị. Mà đầm này á mấy chị, đầm này thì thực sự 140.000 cái là bây giờ sale cho mấy chị hai cái 130.000, mà tới hai cái thì bây giờ mấy chị chốt hay không là quyền của mấy chị thôi ha. Còn mặc hay đẹp hay không thì mấy chị cứ hỏi chị Nung Lê. Còn khách thì em nói với mấy chị là giờ mình không có nói được lượng khách đâu, vậy đi mấy chị ha. Đây nè, con áo này 60 đến 85 kg nè, áo này 100.000 hàng Việt Nam xuất khẩu, là chị nào chưa chốt thì chốt nha. Làm ơn chốt áo với chốt quần đừng ngất đi, nhắn tin cho em nè Yên ơi. Cái mẫu quần jean này dài quá, cho chị đổi mẫu khác là em quýnh hai con gái rất trụ điện luôn á. Nghĩ sao vậy, rồi áo này phơm dài nè. Nếu mình không thích dài thì mình đem ra mình cắt cho ý hay ý ới gì, mấy chị mua hàng like mà khó chịu quá thì mình ra shop mình mua giúp em nha. Đấy em nói thiệt cho em cũng đi lựa đồ là coi như hết duyên hết nợ hết lành rồi đó. Em đi lừa đồ là em cũng quá trời quá đất rồi. Cái bao này là đầm tiệt nè. Cái bao này đầm tiệt mà mấy chị ơi. Có 280 mà nha. Chị có nguồn lót lớn không? Chị Ngọc Diễm đợi em khoảng cỡ 3 ngày được không? Cái bao hàng đang về gần tới nơi rồi. Tại vì nó về ở cửa khẩu cách đây mấy ngày rồi. Và nó đang trên đường vô. Em trừ hao luôn là 3 ngày chị. 3 ngày chị vào đây chị hỏi em được không? Cái quần thun con đó là khách của em là mê lắm. Bao mấy giặt cho chị luôn. Bao mặc thù lù luôn mà bao mặc tiếc chị không bao giờ tiếc. Rồi em lên cho mấy chị mã đầm này nè. Có một con thôi 280, mấy chị coi giùm em, giúp giùm em cái form á. Coi giúp giùm em cái đầm form công chúa nha mấy chị nha. Coi giúp giùm em cái đầm form công chúa. Khi mấy chị mặc lên,
là mấy chị có một con áo khoác ở ngoài như thế này là khoác khỉ này, mà có 280, ok chưa mấy chị? Ok, có 280.000 thôi nha mấy chị nha. Rồi em lên con đầm đi tiệc có áo khoác ở ngoài 280, và đầm này size bao nhiêu mấy chị? Đầm này size từ khoảng cỡ 80kg đến 90kg, con đầm công chúa này 80kg đến 90kg con đầm này. Rồi con đầm này xinh lắm nha mấy chị, con đầm này rất là xinh, kèm một cái áo khoác bên ngoài cho mấy chị ha, kèm một cái áo khoác bên ngoài cho mấy chị. Chị nào chốt đầm này chốt lên giúp giùm em, chị nào chốt đầm có áo khoác chốt giùm em 280.000 cột cái áo khoác vô cái con, cột áo khoác vô. Cái chị tham gia là lấy từ trên này xuống, đây này xuống đây luôn, lấy từ cục dưới con, mày thấy hỏi từ cục dưới. Ừ, cái bao đầm ngủ rồi nè, giờ cứ xách xuống nhà dưới, tuy là người ta hỏi tùm lum, còn xách lên ai nói răng á, bữa sau mà hỏi không trả lời em khỏi nói chuyện luôn, rồi xách xuống lại đi tuy, không ai nói chuyện sao chứ tuy. Đây nè chị Song Anh ơi, có ở đây không? Làm gì? Làm gì ạ? Cái mẫu đầm mà có luôn, có cái trái. À, hàng lúc quá ha, đầm lá không to dạng á. Chị nào 60-65kg hút con đầm đi tiệc 300. Em nói đúng một câu thôi, chị nào 60-65kg hoặc là hơn chút 67kg hút con đầm đi tiệc này cho em 300.000, mà coi màu đầm đẹp không. Chị đúng một con rồi mấy chị. Hôm nay em về hai mẫu đầm nha mấy chị nha. Hôm nay em về hai mẫu đầm, hôm nay em về cho mấy chị hai mẫu đầm, hình như một mỏ đen với một mỏ đá không, mỏ đen với lại mỏ đỏ không. Cái mỏ này là lấy thêm nè chị Thúy Nguyễn Thị ơi, coi cái mã này nè chị Thúy Nguyễn Thị, ra đứng trước này đi con, chị Thúy Nguyễn Thị coi mã đầm về nè, đẹp chết người luôn nè, đó thấy chưa, khi mặc lên lón đường eo nè chết ngắt chưa. Mấy chị biết tại sao mà may ngọc trai như thế này không, là để khi mấy chị mặc cái độ giãn này nó có, còn nếu may luôn thì độ giãn ở đây nó sẽ bị cứng lại, tin chưa. Nó có màu đỏ và màu đen, chị nào chốt đỏ sẽ có đỏ, chị nào chốt đen sẽ có đen mẫu này ha. Ai chốt đầm này chốt giùm em ngọc à, trai hở đúng miệng. Chị còn bị hỏi cái lúc mà mới đăng thần lên đó, tại chị bộ phèo đặt mình hỏi mà hai cái vợ phèo như cưới nhắn tin cho vợ phèo đi. Uống gì không? Uống gì không? Em chấm. Như nói lại. Em chấm là sai Úc á. Chị nào chốt con đầm đi tiệc này chốt lên giúp giùm em đầm màu cà phê sữa đi tiệc đá. Đầm này size 60 đến 67kg nè. Đầm này nếu mày có chị Song Anh ở đây, chị Song Anh chốt đi ha. Em mua mấy quần bên chị bị dài cũng bỏ tiền mua hàng, nhưng mà chị Trịnh Vàng, để em nói chị Trịnh Vàng nghe, cái kiểu này mình mắc cười lắm. Tại vì sao? Tại vì họ may quần theo phơm chuẩn, có nghĩa là 1m75 chị Trịnh Vàng, em 1m67 mà nhiều cái em còn phải đi cắt mà, nhưng mà mình phải chịu, hoặc là mình mặc lật lai. Chứ quần mà bây giờ cứ dài đi đổi, dài đi đổi thì bán biết sao chị. Dù có nhiều người cứ 1m5, 1m55 thì làm sao được chị, không thể nào được nha. Uống gì, uống gì, uống gì? Dạ, không biết. Nhắn tin cho chị Song Anh đi. Bỏ về nhà nhắn gì con? Uống cà chua, trên đây không làm nước thuốc quắc à. Làm nước dừa cũng thuốc quắc, mà cà chua cũng thuốc quắc. Em chị Song Anh thấy là con nhắn tin chị Song Anh ơi, có đầm đi tiệc của chị. Em lo cho mấy chị một con đầm đi tiệc 300 nè. Trời ơi, đầm này mà đi tiệc 300 thì còn gì nữa. Ở đây là đường ren ló ở trong bụng nha. Nè đường ren nè mấy chị. Nó có đường lưới ren nha, mấy chị thấy lưới ren không đó. Nhưng mà con đầm này size lớn nè mấy chị ơi. Con đầm này size lớn. Con đầm này là khoảng cỡ chị nào mà khoảng cỡ 82kg cũng vừa nha. Nói chung là dưới 82, 83, 84kg vừa. Dưới 82, 83, 84kg vừa. À, đầm này 300. Hai con ít L. Bỏ phèo. Ủa hôm nay chỗ hàng về nhiều mà mấy chị không nói chuyện với em luôn hả mấy chị? Chết rồi. Chị Song Anh vô chưa? Hôm nay mấy chị không nói chuyện với em thiệt luôn hả? Chết rồi, cu gì? Hai cái của vợ phèo nè, 300 cộng 300. Chị kêu em à, chị kêu chị bận thử cái đầm đen đi. À, Trần Thị Thu Thảo ơi, bữa đặt đầm này phải không? Rồi, ok. Đặt đầm này xong lên lấy bộ bảy sắc cầu vồng cho em, bộ gấu luôn nha, rồi thay đầm đen hay không? Nè, ở trong hình là cái vàng ngọc trai đó sẽ làm liền đúng không? Nhưng mà cái đây không làm liền nha, tại vì nếu làm liền xong á thì cái chỗ đen nó cái chỗ đó nó sẽ bị cứng cái ngọc trai.
không có co giãn được ha. Cho nên là đầm đen của chị Nung Lê XL đi. XL đầm đen của chị Nung Lê. XL đầm đen ngọc trai chị Nung Lê. Đầm này thực sự khi mấy chị mặc vô á, mấy chị biết gì đó Tây? Mấy chị sẽ bị ló cái con, ló cái chỗ bụng trắng trắng là dễ thương lắm. Mấy ổng thèm lắm. Hồi sáng nay có thằng nào vô Facebook của em comment á, em đẹp, em xin nó kêu hút gì để dành dùng với anh mà sao nó không hút em không biết nữa. Nó cứ vô nó kêu dễ thương, nó kêu đẹp, em kêu hút đi anh, hút gì để dành dùng anh mà nó không trả lời em. Chắc nó nghe nó tự hút cái nó ngại em. Đây là con đầm size của chị Song Anh luôn nè, đầm kim tuyến nè. Trời ơi, này đúng size chị Song Anh nha, đúng size chị Song Anh luôn. Con này chị cầm ở ngoài chị nhìn muốn xỉu luôn ở đó, mà có 300 mà đẹp không. Nè, kim tuyến này không có rớt nha, mà ở dưới bụng nè, ở chỗ vòng bụng nè, thấy không? Nó ló cái vòng bụng ra, trời ơi, nó xinh. Nó xinh cực kỳ luôn, mấy chị ơi, trời ơi, tao nói mày gặp mấy bơm hàng vô thấy hết cái mặt tao hết dễ thương liền. Nha Thảo. Đây. Ai, cái đầm này 60-67kg thôi nha. Chị Giang Nguyễn, đầm đen ngọc trai, chị vừa chị Giang Nguyễn lên chiều cao cân nặng cho em. Trời ơi, đi đâu đây vậy chị Giang? Ấm nhâm ấm nhách mà đi đâu rồi trời. Nè đầm đỏ nô nè, hôm nay chị nào mà hốt cái là vàng đầm đi tiền 300 này là đẹp xỉu xỉu luôn. Em nói thiệt, nó biết không, nó nguyên bộ chị Cúc Hình ơi. Nó nguyên bộ gồm chân váy trắng, áo ren đen và cái đó đó nha đó. Em có anh con đầm đi tiền là size M, đầm cổ đổ mấy chị, mà mấy chị coi nó có mút chú nha. Đầm cổ đổ đỏ đô kim tuyến này không có rớt. Chị, thì hồi nãy chị lên một mớ đầm bi á em. Hôm nay mày ngồi lại đây nha, hôm nay đầm 100kg mày hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều lắm. Gì đó vậy? Chị Hân Gia size nhiêu ạ? Size 10 phải không? 10 đúng không? Rồi cho chị Hân Gia. Chế ơi, chế nào mà 60 đến khoảng cỡ dưới 70kg làm ơn hút cái đầm này để dành đi ăn cưới. Để dành đi ăn cưới. Trời ơi, nó đẹp dễ mang nè, có miếng miếng bút chú lên nè. Đầm cổ đổ nè, xuất sắc không? Trời ơi, con này chết luôn á. Lấy ra cái ghế nè. Cái mẫu này đầm đen nè, rồi chốt đầm đen này ấy. Hôm nay là đầm dây của chị Huỳnh Hòn nhiều lắm nha. Rồi lấy cái đầm đen này ba thì trang bé Trần Thị Thu Thảo con chó đi. Trần Thị Thu Thảo con chó. Hello, hello chị. Người mẫu bận đồ đẹp ghê, sao bằng yên được. Có màu đỏ nữa chứ mấy chị ơi. Đẹp không, đẹp không? Hôm nay về đồ cái nhìn muốn xỉu luôn. Hôm nay về đồ nhìn là muốn xỉu nha mấy chị. Ấy không ấy em vô em mặc cái đầm đen em ngồi em dịu với mấy chị được không? Em nghĩ vậy được á. Em nghĩ vậy được á nha mấy chị. Cho Út cái con đầm đen với cái lờ ra ngồi ló cái cục mở bụng cho vui coi. Đầm đen ít lờ mặc cái cục mở bụng ra. Ừ, đen thì của hai này đầm đỏ này. Em lên cho mấy chị một con đầm này đầm ren. Dạ đầm ren thì giá rẻ đó nha mấy chị. Đầm ren này thì giá rất là rẻ. Chị đâu chốt đầm ren chốt giùm em 220 ngàn. Đầm màu đen không đẹp thì mình mặc màu đỏ Thảo. Mình giả bộ mình bứt phá mình mặc màu đỏ đi chứ mắc gì mình ngại em. Vô con, bước cho đưa thầy con. Đây chị ơi, cái phơm là xinh cực kỳ luôn. Sang lắm mấy chị ơi. Đầm nhung đỏ 300 ngàn. Em có màu đỏ luôn. Có đỏ và đen mấy chị nhìn cái đường eo nè. Dúng meo thoải mái cho mấy chị nha, ôm sát vùng meo luôn. Co giãn ha. Nhung, vải nhung dày dặn như mấy chị. Rồi, thích chốt liền cho em màu đỏ hoặc màu đen như mấy chị. Em đứng lên tiếp gì coi phơm. Màu đỏ hoặc màu đen phơm chữ A như mấy chị nha. Phơm chữ A. À, chữ xa xa ra. Xin mong mấy chị. Hôm nay đồ nhiều quá, cho em phép em đứng lên đồ, đứng cho em chị phấn phơm nha. Đây màu đỏ. Rồi, chị nào thích màu đỏ chốt màu đỏ, thích màu đen chốt màu đen cho em nha. 60-70kg là mặc lờ cho em. 70-80kg là XL. 80-90kg là 2XL và 90-100kg là mặc 3XL nha. Cộng chưa bong bóng. Cộng chưa bong bóng. Đã cộng chưa bong bóng này hết vậy á. Chú em thấy công chúa bong bóng thế kìa. Công chúa bong bóng xinh đẹp nhem nhem nhem. Hả mày hát kìa đi. Màu đỏ này xinh lắm. Trời ơi đây. Thân 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 thần thấy gì chưa? Cục mở bụng. Đây là người ta gọi là cục hột chì dầu Obelax nè mấy chị.
chị dâu ôm bê lắc đó. Mẫu đen không đẹp bằng màu đỏ, bây giờ em chốt mẫu gì? Xin không mấy chị, trời ơi thua con mẫu thôi nha, chớ dễ thương lắm nha, xin dữ dằn lắm ha, xin lắm luôn. Dạ em lên cho mấy chị một con đồng ren trắng, con này chị nào 60 đến 77, 78 kg hút nó cho em 220 ngàn. Em nói với mấy chị ren này cực đẹp luôn, cực đẹp cực mềm, 60 đến 77 kg 200. Thấy cục mỡ bụng em chưa? À, dễ thương, dễ thương lắm mấy chị ơi. Nói chung con đồng này dễ thương, đồng này trẻ trung ha, đồng này mai mặc đi thảo công viên dương bảy. Vì hai bên cơ gì hai điên. Chốt đầm em chưa để hết. Chị đứng xa em coi. Ấy là muốn chị em biết cái đám biết cái đứng xa kìa. Đám biết cái đứng xa kìa thả con chị đứng xa cho em coi hả đây. Chị đứng xa hết là xa hết phút rồi nè hả. Dễ thương không? Ôi cưng lắm mấy chị ơi nè. Đi mặc ra đường là đủ má thịt thịt cá nhú nhú này mấy chị không? Đó. Eo 100 ba dòng rất là đều, 100, 101 đó. Bản đồ Việt Nam thấy chưa? Ba dòng 100, 101, 101. Nói chung là tôi với Ngọc Trinh là ngang ngửa, chỉ khác cái tỷ lệ thôi. Đó, hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Tôi với Ngọc Trinh là ngang ngửa, chỉ khác cái tỷ lệ thôi. Nhưng mà đỏ thì mua để dành mặt Tết Thảo nha. Đấy. Ấy vậy á. Rồi đầm ren, các chị nào chốt đầm ren, chốt lên giúp giùm em đầm ren nha. Lẹ đi chứ không hả em hát. Nào, công chúa bông bắp. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Cái gì vậy Tây? Ủa hôm nay giờ đồ đẹp luôn, không ai nói chuyện với em luôn. Dạ con này 1 ít nè. Mấy chị coi giùm em cái con phơm đầm 1 ít nè. Trời má ơi phơm đầm tiền mà mấy chị coi vải nè. Coi vải con này mà có 300 mà để vậy nó còn có gì mấy chị coi dưới đây nè. Để vậy còn cái áo khoác nữa mấy chị. Để vậy còn cái áo khoác nữa chứ mẹ không. Dạ con này nhiêu ký, con này dưới 90 kg. Con này 75 đến 90 kg kèm áo khoác bên ngoài. Chết mẹ chết ngắt chưa. Mà có 300 ngàn à. Đầm đi tiệc vậy có 300 ngàn à. Vậy lấy em màu đen đi vì bận vừa. Em lấy thêm màu đỏ. Chị kêu cháu chị đừng có ẹo nữa nghe. Em nhìn em chóng mặt mày đừng có ẹo nữa. Nghe nó nhìn nó chóng mặt kìa. Ờ à, gì quên rồi. Cho Trần Thị Thu Thảo đầm đen đây chưa Tây. Dạ. Rồi Trần Thị Thu Thảo. Lấy con lên rồi. Lấy rồi hả? Con lên con lấy cái bộ mà quần Tây cái quần gu xì mà có cái áo gu xì in hình con chó, con mèo, Mickey, con chuột gì đó. Cái bộ 7 màu mà hôm qua có khách đặt bộ 7 màu mà Quỳnh nó ghi bộ 7 màu. Cái quần gu xì 7 màu. Gu xì con gấu phim. Ờ con cái bộ gu xì con gấu phim đi gớm không. Gu xì mà con size 8 ha. Size lớn nhất thì em xỉu ngang xỉu dọc đó. Tao nói mặc cái này ra đường là em nói chai nó chảy nước miếng. Ủa lấy cho chị nung lê con đầm này chưa. Ôi chết rồi ơi, chưa lấy chị nung lê à, bà chửi chết luôn á. Lấy gì vậy chị nung lê 300 chưa, hết size rồi bà quýnh cho tao nói má nhận không ra luôn á. Dạ size lớn nhất chị rồi, nha. Ờ có một cái đen rồi, không có là bà quýnh hụt chị dầu ô bê lắc luôn á, đừng giỡn mặt chứ bà. Rồi ai thích cái con đầm đầm đi tiệc mà hở nách ở đây. Đây là một con đầm đi tiệc hở lắc nha mấy chị nha, hở lắc. Đây đầm yếm nha, hở lắc nè. Nào công chúa bông móc. Nhưng mà con này còn cỡ 60-65 kg thôi, 300. Con này chị xong anh mặc lên là em nói chị đi tiệc như công chúa luôn. Hôm nay ngồi lại đây đi Thảo. Với lại chị hình hồn với lại mấy chị mà tay lớn lớn ngồi lại đây đi. Tại vì nó về rất là nhiều mẫu đồng rồi em thích mặc áo dây nguyên rồi có tay nó kỳ quá. Thì người em. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm đỏ đô đi tiệc mấy chị ơi. Một con đầm đỏ đô đi tiệc cổ đổ. Có mút vú luôn nha, mà mấy chị coi kim tuyến nè, kim tuyến này không có bị gớt nha. Dạ thông báo kim tuyến này không có bị gớt nha mấy chị nha. Con này cũng 300 ha. Con này size còn cỡ dưới 85 kg. Dưới 83, dưới 82 kg thôi. Tại vì nó không có dây kéo thì dưới 82 kg thôi nha. Rồi Thảo ơi, cái bộ đó hết size em rồi Thảo ơi, bỏ ra sau ghế đi. Em này có khách đặt không nè. Đây là đầm yếm size lớn nè, đầm yếm hồi nãy đầm yếm hở eo. À đầm yếm này không có hở eo mà đầm yếm này ở sau nó có ren nè. Đầm yếm này ở sau nó có ren mà nó có cái đây nè. Để em đưa lại đèn hoàng cho ra con người cho mấy chị nha. Đây nè mấy chị. Đầm này ha. Đó mấy chị ơi, đầm này khi mặc lên nó sẽ hở một cái đường bụng như thế này nè. Nhưng mà nó sẽ hở như đây thôi, nó không có hở nhiều nha mấy chị ha. Nó không có hở nhiều nha.
Cho nên là đầm này là chị nào mà ưng á thì sẽ mặc cho em đầm này khoảng cỡ 70-80kg nha. 70-80kg đầm kim tuyến hồng. À, cái bộ mà 7 màu của xì hết size em rồi. Hết size em. Trời ơi hôm nay quá trời đầm đẹp mà mấy chị không chốt nè, chết ngắt không? Nè, mấy chị coi vải nè. Mấy chị về không thích dài, mấy chị cắt tới đầu gối là được rồi ha. Rồi đầm hồng ruốc. Chị nào chốt đầm hồng ruốc, chốt giùm em đầm hồng ruốc. Bây giờ coi cái đầm hồng ruốc. Đầm hồng ruốc này size 70kg nè. 60-70kg đầm hồng ruốc này. Chị nào chốt hồng ruốc, chốt giùm em hồng ruốc nha. Ai chốt hồng ruốc, chốt lên giúp giùm em hồng ruốc. Em có một con đầm trắng công chúa mấy chị. Em có đúng một con đầm trắng công chúa thôi nha. Mấy chị có chú ý giúp em đầm trắng công chúa nè. Nào, công chúa bông bông 60 đến khoảng cỡ 72kg. Đầm công chúa có 1 con là 300. 60 đến 72kg. Đầm trắng kem phía sau xốp. Đầm trắng kem là đầm trắng nơ đá. Chị Linh Hàng, chị Linh Hàng nhiêu ký chị Linh Hàng ơi. Alo, mấy chị nói chuyện với em được cho em giúp con người được không? Coi like còn nhiêu người coi con. Mấy chị ơi, mấy chị có thể nói chuyện với em được không? Chấm chấm rồi lên. Dạ đây là đầm nơ đá nè mấy chị, đầm này 280 nha. Đầm này 280.000 mấy chị. 280.000 đầm nơ đá và nói chung là vải rất là đẹp. Vải đẹp cực kỳ luôn chứ. Hết cái đầm nơ đá này mình không có thể kiếm được đầm nơ đá khác nha. Đầm này vải coi giảm hút ngạt. Chị nào chốt đầm này thì còn size. Nhà thì nhà em tổng cộng 4 size nha mấy chị, rồi lên 4 size mấy đứa ơi. 60-70kg là size L, 70-80kg là size XL, 80-90kg là size 2, 90-100kg là size 7 nha mấy chị. Thấy con này như công chúa luôn mấy chị. Kìa công chúa bông bóng. Rồi không ai mua ế tiếp. Cái gì 320 hả? Trời đất ơi. Đầm ngọc trai bữa với mình bán 320 này vậy. Thì nói lại một cái vậy. Đưa tao coi mày ghi cái tờ giấy ghi mã sao đâu, đưa tao coi. Dỡ lên tao coi, bữa giờ tao dặn sao. Dỡ lên. Đó chắc chị chị ở bụng ở bên hông á chị Lương Lê hả? Chị muốn chắc chị quăng hai chị quả hả? À chị thích em xích xây ở đây. Kìa công chúa bông 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 hay không? Công chúa biết không lắc. Thấy chi gì vậy? Cái này người ta hay gọi là hụt chì dầu Obelax là cái đó. Chì dầu Obelax đó. Chì dầu Obelax mà bán vậy. Bây giờ chị thích em mặc đầm dây đúng không? Đúng không? Rồi đợi đây chú hàng Việt Nam ở đây. À chị thích em xí xe chị nhìn đỡ chút chị em đi đó. Đó. Giờ chị muốn cha, chị muốn em hụt chì dầu Obelax nữa. Em lắc tao chán luôn khỏi bán không được. Trời ơi là trời. Mắc mệt tiền đó chứ. Bảy phái gớm nhìn cục. Ta nói bảy nó phái em đúng hai điểm với chị. Cục thịt mỡ bụng với mép vú hết nha. Thích lắm vú em. Tao đi chụp gạo cho nha. Bây giờ đỡ bán nha. Giờ đỡ bán cái bà nội. Mở ra mấy đứa. Mở ra đi. Trời má ơi. Ngán, ngán mỡ quá bảy ơi. Sao ngán được. Ngán được đâu nha. Đi, 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 nó ná nhẹ dí á, mẹ không hiểu hả? Để đó nó mở cái nhẹ dí ra bán không được, tao chửi nó lên nó kỹ ngầu luôn. Thấy nãy giờ, trời ơi, hàng về quá trời, mấy chị im luôn. Mấy chị không nói với em một lời trước khi chia ly tàn. Con ế mà má ngầu hát quần. Tâm Linh, Tâm Linh vậy hồi bữa nay, Tâm Linh. Tâm Linh trời với phù hộ. Mày chỉ có bà vợ phè bà phù hộ mày thôi chứ ngồi ra ai ai phù hộ mày đi ha. Không thể nào có ai phù hộ mày được. Đổi ra đi. Đổi nhanh đi. Đổi nhanh đi còn có thời gian mình chữ nữa. Chút nào. Em đã biết bao ngày yêu em lên đó có bấy nhiêu lần yêu em. Rồi lên đồ nha mấy chị nha. Lên đồ nha. Cái con đầm này em có size 100kg nè. Không biết con bé gì à, Trần Thị Thu Thảo nó mê không. Cho cho ok đấy mất vỗ. Nhưng mà hôm nay có size 14 nè mấy chị. Size 14 này thì size bé nha. Size này còn có 80kg.
chị nào khoảng cỡ từ 73-74 kg đến 85 kg chốt con đầm này, và đầm này có size 100 kg nha, đầm này 250.000. Em nói thiệt với mấy chị mà đi biển mà gặp con đầm này, mua được con đầm này, mấy chị chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Đi biển mà mua được con đầm đắp cổ chéo này và cái vải này thì mấy chị chỉ có từ chết tới bị thương thôi. 73 kg đến 83 kg đầm này, và đầm này em có size từ 70 kg đến 100 kg đầm, đầm họa tiết xanh, như người coi con đầm họa tiết xanh, đầm họa tiết xanh nha mấy chị nha, đầm họa tiết xanh 250.000, có size từ 70 đến 100 kg. Con này thì đỉnh lắm, con này nó có màu hoa vàng nâu nữa, hoa vàng nâu sang hơn nhiều. À, chị nào chốt nhiêu con? Phú Yên. Gì vậy? Phú Yên cái mù nào đưa nằm đâu coi. Nè, không biết có chị Ngọc Dưỡng ở đây không? Không biết có chị Ngọc Dưỡng ở đây không? Coi con dây xích nè. Bà nậu cha nó nói, con đầm này nếu mà nó xây nhỏ một phát nha, mấy chị đừng có nghĩ mà chốt hàng được với em với con này nha. Con này em mặc vô một cái là cái bà gì mà thích nhìn vú em, bà mê lắm. Được. Có con size 100 kg à. Trời ơi đẹp không? 300.000 nè mấy chị. 100 kg nè, mà thun lạnh nữa ha. Thun lạnh mà làm nhúng oxy dầu OB lắc. Nhà dầu mà chơi thuốc lắc. Trời ơi con này em mặc lên hả? Em nói mấy chị y chang con đầm luôn. 300.000 con đầm dây xích. Con này mà chị nào thích sexy mà kiếm được con đầm này em làm con mấy chị à. Chỉ có em kiếm được thôi, em khùng khùng em kiếm được thôi. Con lại đừng có nói mà kiếm được cái con đầm này. Con này bỏ vô đây nè con. Chị nào chốt đầm dây xích đúng 100 kg hút. Từ 95 kg đến 105 hoặc 110 kg chốt cũng được, tại vì nó thun lai dòng. Cái độ co giãn của nó rất là nhiều nha mấy chị nha. Đầm đó. Ai chốt đầm chốt em. Chốt nữa lấy một cái bao đựng riêng đầm hàng 100 kg. Tại vì hôm nay đầm 100 kg về nhiều lắm. Rồi em lo tiếp cho mấy chị một con đầm lưới 250.000. Trời má ơi nói chuyện không ai nói chuyện với tôi luôn á. Em có đúng một con đầm lưới đẹp không? Ôi là trời, có một con rồi nha mấy ché ơi. Size 16 quy. Size này là khoảng cỡ từ 77 kg đến 88 kg. Có một con đầm lưới thôi mà mấy chị biết độ co giãn của đầm lưới thì em nói mấy chị bạc ngàn giận nhút ngàn. Độ co giãn của đầm lưới thích lắm, 77 kg đến 88 kg nha. Mai quýnh bao lô cho em con 88, trồng lô ra 2 lô, nếu không ra thì nó thua coi như xui đi. Đó vậy đó. Dạ con này là size bé nha. Con này size bé. Con này của chị Thúy Nguyễn Thị. Con 250 của Thúy Nguyễn Thị. Coi như lúc đó mình xui đi mấy chị, biết sao giờ nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm sơ mi. Trời ơi hôm nay size của chị Thúy Nguyễn Thị chết ngắt luôn. Hôm nay size của chị Thúy Nguyễn Thị. Chị Thúy Nguyễn Thị ngáp ngáp rùi luôn. Cắm hoa không kịp nha. Đây là em nghĩ cắm hoa không kịp đâu. Đây là một con đầm mấy chị coi thun gân nè. Mấy chị coi dập gân đẹp không? Đây là một con đầm dập gân. Đây là một con đầm dục gân. Và con này rút bụng rất là xinh. 250.000. Đó, xuất sắc chưa? Con này phong sang lắm. Dạ con này thông báo 75 kg đến 90 kg. Con đầm rêu. Con đầm rêu cho chị nợ. Chừng nào có tiền chị trả. Lúc đó chị trả chị không bao giờ chị kiếm được em. Tại em cũng đi trốn nợ giống chị nha. Em cũng đi trốn nợ giống chị. Đầm 100 kg nè. Trời má ơi đầm 100 kg giờ không ai lấy. Rồi chốt cho em đầm rêu 75 kg đến 90 kg đầm rêu. Ai Tì ơi, mày bón phá với sức của tao mày quậy nha. Để tao đưa dòng trang sửa lại để tao dùng đó. Rồi Tì chụp hình đi sắm ra nè. Nó để anh tay nó chụp hình thì mới sắm mới lắc. Má tối nó sắm ảo liền. Lũ trẻ giờ được vậy đó. Cho tao uống gì cái kê đi o của tao đi. Dài chị Minh Hiếu Lê. Cái đầm đó yên mặt dài cho ông Nguyễn nha. Em bé 67. Cái con đầm này nè mấy chị. Cái con đầm này hồi lúc em bán hàng xúc tới giờ, giờ em mới thấy cái mẫu ren đó chị. Nói chung là ở ngoài nó có nhưng mà nó không có con mẫu ren này, cho nên là chị nào mà có mẹ khoảng cỡ size này nha. Mà size này là size gì thì em chưa có biết nha mấy chị. Không có size. Để em đọc lại thử nha. Euro rồi 54, GB là 28, SB 56, IDT là 60, là 60 là chích tay mấy chạy đá là chích tay. Mà con này nhiêu thì em chưa có biết nhiêu ký, nó có ghi chai rõ ràng. Huệ Phương ơi, chị Huệ Phương,
Chị ơi, chị có ở đây không? Chị Huệ Phương ơi, con này size nhỏ thôi chị, khoảng cỡ 85 đến 100 kg, nhưng mà con này rin mềm lắm nha mấy chị nha. Con này mà còn chị nào có mẹ cũng có 80 đến 100 kg hút con này được nè ha. Con này nó giống như có một cái áo ngoài là rất là xinh nha. 250 đồng này nha mấy chị nha. 250 đồng rin. Bây giờ mày lật táo lật lui rồi mất cái cộng dây xích của tao nha nha mày. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nè, xuất sắc không? Chị nào mà size 90 đến 100 kg hút con này để dành đi biển. Trời ơi, mấy con này mà khi mấy chị có tiền kiếm không ra. Nói thẳng cho mấy chị vậy đó. Khi mà mấy chị đi kiếm có tiền, mấy chị đi kiếm những con này không ra. 95 đến 100 kg, chú giùm em maxi hoa xanh 250 ngàn. Đầm này size 100 kg nè. Đầm này cũng size 100 kg nè tiên. Ờ, 300 kg bỏ đi. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm đi tiệc. Nói thẳng ra là đầm đi tiệc á. Hồi nói xíu xíu vòng vòng. Nó là hàng gì ta? Phi bóng hả mấy chị? Ờ, cái gì nè ta? Nè. Gì gọi? Nó là cái gì vậy? Nhưng mà nó là đầm cổ yếm ha. Mà mấy chị coi coi. Trời ơi, bé ớ mà còn hồng ngát nữa ti. Chắc chết quá. Nè, con này là thứ nhất là nó là đầm cổ yếm nè mấy chị ha. Đó, bà chị khách bà thích em mặc mấy cái đầm cổ yếm mà lá nhúng 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 rồi nè. Xuất sắc không? Phơm này dài qua gối nè. Con đầm này về. Chốt đầm ren 90 kg là đầm nào chứ? Đầm ren 90 kg mà hai áo á, phải không chị Minh Hiếu Lê? Đây. Bà phái tôi đọc tiếng Anh lên đầm này đúng không chị Minh Hiếu Lê? Dạ, 250 của chị Minh Hiếu Lê. Cái đầm này là size bé bé nè. Ai gớm lắm. Lúc nào tôi đọc tiếng Anh cũng có bà My, bà phái lắm. Thì chị phải nói em sao Yên ơi Yên. Tao du rồi để nói tiếng Anh cho nghe. You là lớp toilet rồi giờ you nói Smith English á. Chị phải nói em vậy là tao yêu cầu mày. Yêu là giờ yêu là lớp đúng không? Toilet là gì? Toilet là cái cầu đúng không? Đó là tao yêu cầu mày là đừng có nói tiếng Anh nữa. Chị phải nói em mới hiểu chứ, hiểu không? You nói là you lớp là toilet rồi you don't Smith English á. Nói vậy em mới hiểu được nha. Anh nói nó cũng mệt lắm chứ một. Dạ con năm này 48 là 96 là em 95 nè. Con này chị nào em 90 đến 94 hút. Hút để anh đi ăn tiệc nha. Chị nào còn cỡ dưới 74 kg. Dạ em thông báo với mấy chị là con này làm ơn hút để dành đi ăn tiệc. Tại vì nó là vải của đầm đi ăn tiệc nha. Mấy chị thấy form đẹp không? Và nó là đầm. Nó là đầm đầm gì ta? Đầm gì á? Đầm yếm. Nó là đầm yếm nè. Đó, nó đầm yếm nè mấy chị. Hai đầm này để dành đi toilet ở luôn. Để dành đi tiệc nha mấy chị. Con này là 250 luôn. Con này size bé nè. Được rồi, bỏ vào. Cho em xem đầm trắng. Đầm trắng đá hả chị? Chị Kiều Thanh nhiêu ký hả? Đừng có lại. Của ta đi, like của ta. Ta muốn nói gì ta nói đi, đừng lại được không? Để ta đi. Mấy 3.2 triệu. Tôi ở thấy không? Phái tiếng Anh đọc em đọc nữa. Phái nữa chị Hiền. Chị kỳ quá kỳ vậy nha. Phái gì phải nói em biết nha. Vốn tiếng Anh vậy mà ở Việt Nam tiếng thần. Đó em cũng nghĩ vậy. Chị lo em phải đi Mỹ vậy đó ha. Em đi khoảng cỡ Mỹ khó mỏ khỉ á à, hoặc là gì để em coi thử Mỹ gì bữa em nói em quên rồi, để em đi em học tiếng Anh lại à. Nhỏ kia mới qua nó dạy em một khóa là chim gớm lắm á chị. Đầm này đầm đá nha chị, đầm này em có size từ 60 đến đại khái là 60 đến 100 kg mà không biết là nhà em hết size gì. Sao cái mặt em vô lái đen dữ vậy ta? Để em vô live stream coi thử cái mặt em nó có sáng láng chút nào ngàn gì vậy bà? Chị Lê Minh Hiếu ơi, bà cho em xin địa chỉ số điện thoại chị ơi. À, mai em không có đi lấy hàng nữa anh, em ở nhà em dưỡng thai cũng lột. Em dưỡng da mặt chứ em thấy dạo này da mình chạm đi mất quá. Đâu mà chết rồi, sao tự nhiên da đen thui trời. Nghe cái tiếng thấy gớm quá. Thiệt chứ. Đây nè mấy chị, chết chưa, 250 chết chưa, nhưng mà size đê đé nha. Trời ơi chết chưa, vải dày nha mấy chị. Con này vải dày, hàng Việt Nam xuất khẩu vải dày nách rộng. Nách này là nách đúng hàng sơ mi sát nách nè. Đừng nói nách rộng nha. Con này 60 đến 70 kg trội đẹp không? Có một con duy nhất à. Một con duy nhất trong cuộc đời 250 nha. Em cũng định đi với chị. Mà thôi. Ở đây trời nó thấy chiếu em nó không có sống nậu. Để em ở đây em bán lại chị. 60 đến 70 kg cường cái mụ nậu mẹ tây chị nào nhỉnh nhỉnh 1-2 kg cũng được nha. Ở đây làm đỏ cũng ngầu đi con. Mặt làm đen chị. Út mặt làm đen đẹp quá trời rồi. Hả? À, ai thích mà đầm đen mà lá hai cục chị dầu Obanac đi là báo em nha. Ok không mấy chị? Hôm nay đầm rin ít lắm nha. Em có một con đầm rin nè mấy chị. Một con, size 14.
Trời ơi, thích đầu hút liền nha, tại mấy đầm rin này nó không có nha. Nó không có luôn, 250. Được không? 250. Không sao đâu. Cái gì xì lít đã? Xì lít không có. À cái xì lít của... Cái xì lít của quê đâu về? Cái xì lít gì? À xì lít sàn đúng không? Ở đây không biết. Ừ đâu rồi? Ông giấu nhà ông mặc rồi. Bên nhà bà là. Thôi thôi. Cái gì? Cái xì lít anh em chưa? Dạ L88, chị Kiên Thành L88 vừa nha. Con nó vải dày nha. Chị nào mà khoảng cỡ 60 đến khoảng cỡ 80kg hốt với con đầm yếm này, hốt với con đầm đa lỗ này, đầm rin. Chị nào chốt đầm rin này chốt cho em 250.000 đồng rin nha. Dạ eo vừa tay đưa cái con đầm sọc 250 mà con đầm sọc nó đẹp á chị Kiên Thành. Bảy ơi ông có lấy ông trẻ này nó nha, nó đi kiếm vòng vòng kìa. Con này chị vừa mà thoải mái nha. À, đầm sọc mặc hở dây áo vú ở nắp không? Dạ chưa biết chị, tại vì em không có cầm cái nắp ổ lột, em không có mặc lúc này. Nhưng mà em nói chị nó sẽ khuyết ở đây nè, nó khuyết ở đây nè chị. Nó khuyết ở đây nè nha chị. Nếu mà nó khuyết qua đây thì kéo áo vú xuống qua đây vậy đó. Dạ con này thực sự là nó rộng hơn em nghĩ, nhưng mà tại vì em trừ hao lại mấy chị nha, em trừ hao lại cho mấy chị cái con đầm này đó, chứ con này nó rộng hơn dự định. Con này eo tới gần, con này tới 100, ngực tới 108 lận nha. Con này nói chung là chị Kiên Thành với chị Thanh Lê mặc được nè, không có coi dễ. Chị nghe không mặc được con đó đâu nha, chị nghe là đít bự chà bá là không nha. Ở trên chị vừa, ở giữa chị vừa, ở dưới đít nứt nít nít nứt nít ổ phạm nút hở đó. Nhưng mà con này đẹp lắm á chị Thanh Lê với lại chị Kiên Thành, con này cực kỳ đẹp nha. Em bán hàng tới giờ em vẫn nhìn thấy con này em vẫn mê. Ở bên đây nó có cái túi nè, chị nhét cái túi vô à. Đầm sọc này chị Bùi Đăng Thủy không có dừa, tối nay có hôm nay đầm chị Bùi Đăng Thủy hơi bị nhiều luôn. Đầm này chị Bùi Đăng Thủy không có dừa rồi. Chị nào chốt đầm sọc này chốt giùm em. Đây là đầm này hôm nay về. Nó có hai mẫu nha mấy chị. Nó có hai màu ha, đầm ngọc trai. Đầm này là khi mặc là cái nắp nó, cái eo nó sẽ lờ hở gì nè. Nhưng mà mấy chị ơi em nói mấy chị nghe, không có hở đâu nha, không có hở nhiều đâu. Dạ nó có hai màu, nó có đen ngọc trai và đỏ ngọc trai mấy chị ha. Nó có đen ngọc trai và đỏ ngọc trai. Ai chốt đen ngọc trai chốt mẹ em đen ngọc trai, ai chốt đỏ ngọc trai chốt mẹ em đỏ ngọc trai nha mấy chị. Thôi hán rồi đi. Rồi em lên cho mấy chị giùm là 60 đến 80 kg thun lai dâm 4 chiều. Có co dễ nhưng mà đầm đó vải hơi dày nha, vải nó không có, vải nó không có gọi là, nói chung là vải đó để mấy chị đi chơi thì rất là đẹp luôn, nhưng mà vải nó không có mềm ha. À, vải nó không có mỏng nha, vải dày nhưng mà form lên rất là đẹp. Em có một con dâm 60 đến 80 kg nè, 160.000 dâm. Chị nào chốt dâm hoa trắng đen chốt giùm em dâm hoa trắng đen 60 đến 80 kg đẹp không? Dâm. Ai chốt dâm chốt giùm em dâm nha. Gì bây? Trời tối nay không ai nói chuyện với không tao luôn trời. Dạ bây giờ là 9 giờ rưỡi đúng không? Như lời Yên đã hứa chưa bán cái gì mà tặng cái túi sách lỗ lòi luôn đó. Như lời Yên đã hứa là đúng 9:30 thì chị nào có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất thì Yên sẽ tặng một con túi sách cho mấy chị đúng không? Thì chị nào mà muốn có túi sách một tháng có đủ 30 cái thì cứ ngồi tại livestream với Yên đi. Cứ chia sẻ livestream là sẽ được túi sách và thống kê chia sẻ nha. Thống kê chia sẻ. Chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất là chị Thể Thao Thanh Y 129 lượt chia sẻ. Tiếp theo là chị Aero Phạm 127 lượt chia sẻ đó. Hai chị này không ai cạnh tranh lại hết trơn, ngày nào cũng yêu thương dạt dào dân hiếm ha. Rồi Thể Thao Thanh Y 129 lượt chia sẻ tặng cho Thể Thao Thanh Y. Rồi từ đây tới cuối like mà có cái nào vượt trội thì tặng cái bộ túi tặng cái bộ dây nịt kèm với lại ví da nam nha đó. Chị nào mà có lượt chia sẻ đỉnh đỉnh đó thì tặng cái đó tiếp ha. À, mặc sọc thử em xem, nếu không thấy áo ngực thì em lấy. Mặc sọc thử đi con. Em được nha Ngọc Nhung Lê, đợi chị. Đợi chị nha. Trời ơi bà Trang nào mà đồn, tôi nghĩ bán luôn rồi trời. Nghĩ bán rồi, sữa đâu mà ông Bảy ổng bú trời. Không thể nào có sữa trong Bảy bú nha. Em nói thiệt cái con đầm này nè, hồi trưa em nói trời ơi cái con đầm này á, mà chị nào mà vừa là hôm nay coi như đúng tại tiệc luôn á chị. Mà có size 12 thôi, size 12 mà không coi giảng thì còn cỡ 60 đến 70 kg thôi. Con này đúng là đại tiệc luôn á mấy chị, con này đầm đi tiệc là nhức nhói luôn mấy chị. Coi em lên phơm nè. Mấy chị coi nè. Trời ơi, xuất sắc không?
có một con 60-70kg là đẹp không mấy chị? Đẹp quá trời, form này luôn, 250.000 đồng caro xanh, 60-70kg. Đó, mưa to cúp điện mà vẫn chia sẻ được. Quá ghê. Quá ghê, quá ghê. 129 lượt chị Euro Phạm. Để tí xíu coi thử tặng gì chị Euro Phạm. Không ấy, tặng nụ hôn nồng cháy đi. Em có con đầm này để em địch giấu luôn á mấy chị. Mà thôi bán đi, có tiền mai mua sữa cho 74. Một con đầm yếm mấy chị ơi, đẹp không? 250 nha, có một con à nha. Con này đo dòng vú. Con này yên dừa. À, có thể yên không dừa nha. Thầy vú này bé bé thôi. Dạ con này vú dưới 102. Dạ con này 60-70kg thôi. Vú dưới 102, con này 60-70kg nha. Chị nào chốt đầm yếm vú, ở lộn, chốt đầm yếm vàng, chốt giùm em đầm yếm vàng. Đầm này nè chị, quay nghe. Không thấy áo vú nghe mấy chị. Rồi chị nào chốt con này chốt giùm em ấy. Chưa giấu rồi đội, chưa hề giấu luôn á. Chưa làm của mẹ gì luôn, bị chửi rồi đó. Chưa làm của mẹ gì luôn nha. Rồi em lên cho mấy chị con caro đen. Con này chị Ngọc dưỡng được nè. Ê, em đưa lên mấy chị đừng có xỉu một cái rặt nha. Tại vì nó đẹp lắm. Con này Ti nó xin em từ sáng giờ em cũng cho đó. Đây nè mấy chị, đẹp không? Size lớn nha, size lớn nha. Size lớn nha mấy chị, xuất sắc không? Ủa nó làm tổng cộng 3 tầng nè. Caro có 250 rồi mấy má. Con ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Anh ơi, đốt bông lông bông lá giùm em cái ơi. Hàng về tới mấy bao tải mà lên hàng kiểu này chết ngừ luôn á. Dạ con này dòng bụng dưới 112 nha. Đốt thì cẩn thận, cháy lông rồi tao quýnh. Dòng bụng dưới 112, con đầm caro, size 100kg nè tiền. Đầm caro đen size 100kg, dòng bụng dưới 112. Nha. Chết đi. Lấy cho em con đầm màu mắt. Mẫu mặt. Lấy cho em con đầm mẫu mặt chị Thanh tròn nè. Ừ, lấy đầm mẫu mặt đây. Con này chị Thanh về lên form cực đẹp luôn. Lấy con đầm màu mắt. Nhưng mà đọc sao lấy con đầm màu mắt. 250. Em có một con đầm đi tiệc nè. Con này là không có. Em thông báo mấy chị là con này không có rớt kim tuyến nha. À, thông báo con này không có rớt kim tuyến. Con này chỉ là đầm form suông thôi. Nhưng mà con này xinh. Đầm sọc bí mật chị sao chị vừa được, sao dưới 70kg mà. Dạ em lên cho mấy chị một con đầm kim tuyến đi hát, đám cưới đám ma. Con này dòng vú dưới 120 nha. Con này đi hát đám cưới đám ma nè mấy chị. Nhưng mà con này khi mấy chị mà lên form á, mang với giày thể thao hoặc mang với bót rất là đẹp nha. 250. Ừ. Rồi lên cho mấy chị một con đầm dập ly nè, mấy chị coi vải nè, đầm dập ly nha. Đầm sơ mi dập ly, con này nếu có chị Song Anh là chị Song Anh sẽ bị mê. Em hứa trọn đời bên nhau luôn, con này là gu của chị Song Anh nè. Mà con này có 250 thôi, đứa nào hút thuốc xích xích ra kia nha. À, đứa nào đốt gì vậy? À, đứa nào đốt trầm, đốt hương, đốt ngũ long công chúa. Đây nè mấy chị. Đó, đây nè mấy chị, con này là em biết chắc là gu của chị Song Anh, hứa trọn đời bên nhau luôn. Con này size của chị Song Anh và gu của chị Song Anh. Nếu bé Song Anh có ở đây, bé hiện lên giùm em nha. Đồ của chị chút xíu đi nè, like xong đi nè. Con này size 60 đến khoảng cỡ 67-68kg thôi. Con này 60-67kg nè chị Hâm Gia ơi. Em nói chị con này đẹp mê mẩn luôn. Mê tích color luôn nghe mấy chị. Mê lắm. Mê ơi là mê luôn. Chút xíu chị ơi. Con này là con đúng con công sở nè mấy chị ha. Xin đâu. Đã 60-67kg con chốt giùm em con đầm hoa xanh. Chị nào chốt con đầm hoa xanh, chốt lên giúp giùm em đầm hoa xanh. 60-67kg. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm con Hà Tông đúng. Lên tiếp cho mấy chị con đầm công sở tím. Con này là của hàng em May là Chile. May là Chile chai M mà may in từ Việt Nam đó. Con này là đầm tím công sở. Tao la với tao cũng để ý ly nước của tao lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Con này đầm tím công sở nè mấy chị. Đầm tím sơ mi á, đẹp không mấy chị? Form dễ thương ha. Nhưng mà con này size bé bé thôi nha. Đầm chị mặc vải nhung á, chị Nhật Hà Chanh Hồng. Em có đủ size nha, 60-100kg. Chị có cần em đứng em lắc không? Dễ thương cực kỳ.
chị cứ cần đứng gì em lắc là chị báo em nha. Rồi đâm tiếp. Dạ đâm này khoảng cỡ nhiêu ký, quên là chị hỏi cái em quên mất. Dưới 68 ký. Để bọc sơ mi tím nè. Trời đất ơi là trời. 250. 250 nha mấy chị nè. Ê, cái gu này là của bà. Cái gu này nó có hai màu, màu đen và màu hồng cánh sen. Con chốt hai màu đây. Đầm tím của bé Minh Nguyễn ba tây. Đầm tím. Ủa chị Minh, sao chị Minh không lấy cái con đầm xanh đi? Trời ơi, cái con đầm xanh phom dài vải đỉnh lắm. Cái con này 250 nè. Ở trên là nhúng đen, nó có màu đen và màu cánh sen. 250 của chị Minh. Nó có một màu hình cánh sen là con lục. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm sơ mi công sở nè. Con đầm sơ mi công sở mà phom dài, con đó là tới đầu gối đó chị. Đầm sơ mi công sở 60-70 kg. Đầm này chị Minh cũng vừa. Hồi nãy giờ đọc mấy cái size toàn của chị Song Anh là size của chị Minh luôn nè. Đẹp không mấy chị? Trời ơi, coi đầm sơ mi nè, 250 hàng Việt Nam xuất khẩu, nó may đẹp không mấy chị? Trời ơi, nó may đẹp vô số luôn không mấy chị, đẹp không? Xinh không? 250 đầm đen ha. 250 đầm đen. Đầm em mặc đứng lên xem chị Hương Huỳnh. Hello chị Hương Huỳnh. Cái con này á, sao bữa chị Hương Huỳnh trả lại con đỏ nè. Cái con này nó lộ được eo nha. Thấy không? Hả? Thấy không? Trời ơi, xinh lắm chị ơi. Con này nó lộ được eo nè. Thì em là ai là báo chân trái là hú là nai là em á chị. 250 của chị Minh nè. À chị thấy rõ không? Nó có hai màu nha, nó có màu này và màu đỏ cô. Trời ơi, cánh sen. Cái con đen nhúng hồi nãy của con đâu rồi? Con lấy con đen nhúng với con hồng cánh sen, con để cho má Hồng Mỹ Chi để cho má thấy được, không chốt thì cho má má chửi đó. Đưa đâu ốc chụp cho tấm hình rồi đứng ra. Bà Hồng Mỹ Chi bà hỏi mấy cái mẫu trên gối bữa giờ đó. Nó có màu đen là con dơ màu đen luôn đó. Ô la la đường công em nó mà tại bảnh nuôi á. Hôm giờ bà hỏi cái đầm này hoài. Rồi, con này quá xinh luôn. Chốt hai cái cho Hồng Mỹ Chi đi. Trong khi đó bà chưa đồng ý. Nè bây giờ chị gửi vô trong group này bây. Hồng Mỹ Chi. Ủa tao hốt hụi rồi nè mà con Phương tao nhớ hụi tao hụi chết hết rồi mà sao con Phương nó kêu nhắn số tài khoản nó bên hụi ta. Thôi kệ mình cứ nhắn đi. Ủa má mai cái tiền này chơi tao đi chị ơi. Giờ tiền vô tay em nhiêu cũng hết hết trơn á. Dạ 300 chị. 300 nha. 300. Ôi chị cũng mong mà có hụi với tao. Trời ơi chiều tôi kêu nó bỏ cái đầm này lại đi, size số 7 số 8 nè. Nè thôi đi, con mặc đầm này đi đi. Lấy hai cái cho mình đi. Cho con mặc á, đúng không? Trời dễ thương quá trời luôn á. Để mặc lên đi, chị Minh có lấy không lấy con mặc. Tối rồi mà sáng đang ngủ cái bây giờ làm lẹ lẹ cái mặt này nha. Bệnh luôn à. Còn mai nó khỏi đi làm ông luôn. Tây đưa cái đầm xanh cho chị Minh coi. Má ơi, nhắn lại nhung đỏ cho em rộng như cái thùng em hỏi kêu vừa về mặt. Hai bên nách mỗi bên dư 4 xanh. Giữ đi chị, mai mốt chưa nè mặt mặt. Báo em giá đi, 350 phải không? Nằm nhung đỏ phải không? Xếp ly phải không? Thì biết sao số 10 đó, thì giờ biết sao giờ. Giờ gần quá thì đi bóp mặt đi. Mệt thiệt rồi chứ, 60-67 kg con này nha. Mà bao nhiêu trăm nhớ nhắn trong tin nhắn cho em bao nhiêu trăm nha, để làm bill cho baby nó hút về. Đây là chị Minh ơi. Đó, chết trời ơi, con này đi tiệc hơi bị xa. Nè size này còn cỡ nhiêu ký, 60 kg vừa con. 60 kg. 60-62 kg mấy chị. Đẹp không, có một con là 250. Nè con này chị Minh lấy nè. Y chang phom đầm đen. Nhưng mà con này vải đẹp lắm, chị Minh coi vải nè. Vải nó dập xếp ly á chị. Vải nó dập xếp ly mà cái phom nó rất là đẹp. Chốt giùm em đầm xanh 60. Nhung đỏ có dây chéo. Nhung đỏ cổ có dây chéo. À là cổ rồi ok 300. Chị Minh nhắn vô Yên ơi tôi cứ đầm 300 về em biết liền. Dạ con này 250 nè chị Minh. Con này 60-67 kg chị Minh ơi. Con này mặc đi làm bác sĩ mổ đẹp lắm chứ ơi. Coi lại hàng giúp em nha. Coi lại hàng gì bà nội. Ấy bà nội bà. Dạ đồ mới chị, hàng Việt Nam xuất khẩu. Chết rồi giờ chuẩn bị nữa. Chết rồi cao huyết áp nữa. Rồi má thiệt. Bơm hàng xong rồi vô comment ở trong tin nhắn tôi không mua. Dạ xong tôi kêu tôi có bán cho bà đâu. Mua giờ vô hỏi coi lại đồ em. Chết rồi má thiệt, lo nước ép nữa không. Uống. Dạ bò ra bãi nước. Dạ bò ra bãi nước. Nước đây.
một ngày tôi gặp gần 10 khách hay là tôi bị câu huyết áp nữa. Trời, câu huyết áp. Chị mới ngửi lá hoa xanh gì tôi lấy không? Đâu hoa xanh đâu? Ừ, lấy hoa xanh đi. Chết ơi, con nó ngồi bán hàng hiền chị tao ế. Chết ơi, coi kìa. Em lo cho mấy chị một con đầm sơ mi tung lai dòng. Bảy vô trong bài viết, bảy vô trong tin nhắn và kêu không mua. Tôi trả lời con có bán cho má đâu mua. Giờ bảy vô mà hỏi coi lại hàng em mới chụp má thiệt coi hàng gì. Không đỡ theo để tống chồng mình coi. Thì khỏi coi nha. Đây em lo cho mấy chị nè. Chán nản cuộc đời, sao vậy ông? Con này là con thun lai dông nha. Con này là đầm sơ mi. Đấy, con này xinh không? Mã này xinh không? Mã này hơi bị xinh nha mấy chị. Nhưng mà mã này size 80kg nè. Chị nào cũng cỡ 77kg đến 85kg chốt con đầm này 250.000. Đồ hàng Việt Nam xuất khẩu ấy chị Ngân. Ờ em cũng hiểu là sao tự nhiên em ăn ở cũng được lắm. Em chồng em nói em ăn ở cũng được lắm chị. Mà sao tự nhiên em vậy á? Ôi trời ơi, chắc em chết lên sống gì nổi không? Để dành mà để nhưng mà mình đi mạng hàng sữa mình không có mua được những con này đâu. Em lên cho mấy chị một con đầm size 14 nè. Gửi bơm hàng xong vô đặt hàng xong rồi bơm hàng xả xong rồi vô đặt hàng xong rồi vô nhắn tin cho em kiểu tự ái không mua. Nếu bán size 14 em tới giờ em khùng lên đó mấy chị hiểu không? Đó size 14 nè. Đẹp á, đầm này là đầm cổ tim. Thứ hai là nó là vải loan xanh. Ha mấy chị ha, con này là vải loan xanh. Con này chị nó ghi size 14. Mà con này chị nào dưới 72-73kg thôi. Nếu mà size 14 thì dưới 77kg vừa. Nhưng mà con này còn cỡ size dưới 73-74kg là nó sẽ đẹp nha. 250.000 size 14 chứ em loan xanh size 14. Loan xanh size 14. Lên tiếp cho mấy chị một con đầm nè. Dạ con đầm này size lớn nha mấy chị. Con đầm này size lớn lắm mấy chị, 14 quy. Là nó không cỡ dưới bà dưới 80kg. Mà có anh con này mua để dành đi tiệc. Ý nói thiệt con này mua để dành đi tiệc. Nói thiệt lòng là con này mua để dành đi tiệc. Tại vì vải nó là vải phi á. Nói như vải phi mà mấy chị thấy form đẹp không? 14 quy là tương đương dưới 80kg. 14 quy tương đương dưới 80kg. Tại vì 14 thường là dưới 70kg. 14 quy là dưới 80kg. Chị nào dưới 80kg hốt con đầm xanh đi tiệc này. Ý nói thiệt chị Thúy Nguyễn Thị ơi, con đầm mà nếu mà 250 mà mấy chị không chốt thì em nói quá phí cuộc đời luôn mấy chị nha. Quá phí cuộc đời tại vì đầu lai tới giờ em bán ế quá em phải nói như vậy thôi. Đó. Không ai nói chuyện với em hết trơn hết trời. Nghĩ sao mà 83 người không nói chuyện với tôi một tiếng nào. Nghĩ sao 76 con người mới thấy 83 nói một câu. Cứ còn có 76 con người. Đó chị đâu chốt lên giùm em. Ok chưa? Rồi ok tôi để anh tôi mặc tiếp. Tôi biết luôn mà. Biết số phận tôi luôn. Để sau bây giờ. Để sau nách đồ lột. Để sau ghế. Hồi nãy chị có để một cái con đầm để ra cho khách đâu rồi ta? Có một con đầm loan xanh đó. Ờ con kia con thấy à. Rồi lên tiếp cho mấy con caro. Con này bị mất cọng dây cho nên sale rẻ cho mấy chị nè. Đầm này size nhiều không? Size 10 chị Minh ơi. Minh ơi. Con nhỏ này chưa tới 60kg nè Minh ơi. Con đầm này size 10 nè Minh ơi. Minh ơi xong anh ơi. Con này xay mờ là con này 60 đến dưới 70kg nha. Xay mờ nè. Nó nằm hoa nhỏ mặt trời xinh giả mang ngang luôn. Em có một con đầm caro nè. Con này là em bán tới 280-300. Nó có cọng dây. Con này mất cọng dây em bán cho mấy chị 170.000. 170.000 con caro vải co giãn rất là đẹp nha. Tay phòng nè. Màu đẹp không? Bán cho 180.000. Mà không mua mua gì nữa. Nhưng mà con này xay lớn mấy chị ơi. Con này xay phải là 80 đến 90kg con caro này nè. Ha, con này caro này 80 đến 90 kg nè, 82 đến 90 kg. Con này bán sale cho mấy chị 180 nha, tại vì hàng đẹp thì lấy về thôi. Còn thiếu cọng dây hay không có cọng dây thì từ từ hạ hồi phân giải tính sau. Rồi lên cho mấy chị một con đầm nhung size bự chà bá lửa. Lên cho mấy chị một con đầm nhung size bự nghe mấy chị nha. Đầm nhung này size bự. Đầm nhung này size 100 kg nha. Con à, chị nào vừa thì lấy ha. Rồi đây. Có đúng một con đầm nhung size 100kg, 90 đến 100kg mấy chị ơi. Đầm này là cổ tim nè. À, tay con bé bé thôi ha. Đó, đầm này là nhung mềm. Đầm này 250. Rồi bỏ vô bao đầm 100kg đi. Tay 150 nè. Chị Minh sao không lấy con đầm xanh bé máu thử chị Minh. Size 110 nè. Caro của chị Trang Nguyễn Thị 180. Thì con mắt là đỏ rực rồi nghe. Buồn ngủ là mắt đỏ rực rồi kìa. Mày làm gì mà cho game biết hả trời đúng không?
À, đầm đỏ sau lưng chị giống đầm đỏ chị đang mặc. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, chị nó có hai màu. Rồi lộn ra giùm con này đi. 180. Có 180 thì mày bơm thêm vô đi. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm sơ mi 250 size bé nha. Dạ vừa chị Trang. Con này nó ghi là size 16 nhưng mà con này size bé không có lớn đâu mấy chị ha. Nó ghi là size 16 nhưng mà chị nào khoảng cỡ 80kg thôi chị Tiến ơi. Ở lòng chị Tiến Nguyễn Thị hoặc chị Thúy Nguyễn Thị hốt con này nè đẹp không? Hỏi Yên làm gì may đầm này mấy chị. Yên làm gì may đầm sơ mi mà màu xanh sọc gì đâu mấy chị đẹp không? Trời ơi con này mà về giặt hả? Giặt lên phơi một phát là chết ngắt. Con này khoảng chị nào 75 đến 80kg hốt con đầm sơ mi sọc ha. 75 đến 85kg hốt con đầm sơ mi sọc. Con đó có con hả? Màu đẹp chưa? Size gì con? Rồi con đầm XL được coi. Con đầm này size khoảng cỡ từ 65kg đến 80kg đầm đỏ đẹp à. Trời ơi nó kiếm đâu ra mấy con đầm nó mặc cưng lắm mấy chị ơi. Nó kiếm đâu ra mấy con đầm mặc cưng quá trời. Em ơi chị mặc mà cho chị toàn size. Nói cho em nghe nè, em nói là chị nghe là chị Phương Thúy. Thứ nhất á là khi lên like cái chị nào, những chị khách mới em sẽ chưa nhớ số ký và chưa biết ý của mấy chị. Thì mấy chị 61kg thì eo mấy chị khoảng cỡ 80, 82, 84 thôi. Chị không? Cho nên khi bán á thì em cứ nghĩ 61kg thì em quăng đồ chị khoảng cỡ 65kg. Nhưng mà size của chị mà eo của chị là phải 72kg nha anh chị nha. Cho nên em lựa đồ sơ sẩy là điều bình thường. Thứ nhất, thứ hai là đồ em đã nói là em sẽ đổi cho chị Thúy là em sẽ đổi cho chị Thúy. Cho nên chị Thúy yên tâm. Lấy đầm nhung đen 70kg giống chị nha. Dạ ok Ngọc Diễm size L dễ thương lắm Diễm. Nói thiệt sự rất là dễ thương nha. Cưng không? Đó nó gần lắc không? Biết tại sao mà mở mở là cái răng cưa vậy không? Nếu mà mình làm luôn á thì chỗ đây nó sẽ không có co giãn được. Nó sẽ không co giãn đó, mới giật cái nó đang hụt nút liền. Nó sẽ không co giãn được cho nên buộc lòng ở chỗ này là nó sẽ hai viên ngừng đó. Chị nói vậy thôi. Ừ, cho nên chị tới ấy là em nói chung cho khách hiểu thôi. Chứ tại vì chị biết sao, có người cao, có người lùn, có người gọn, có người không có gọn như em là coi như sệ đó. Nhưng mà em được cái cao cái nó bù đắp phục tình lại nó kiểu vậy đó. Cho nên nói cho mấy chị ở đây hiểu nha, đừng có buồn. Ví dụ như em là cái người đã đổi đồ rồi là ok vui dễ ha mấy chị ha. Em lên cho mấy chị một con đầm sọc la dông, đầm sọc la dông này, con đầm sọc la dông này mấy chị ơi. Đầm sọc la dông hàng này bán không biết chừng nào hết, mai tao có tiền tao đi lấy hàng nữa. Đầm sọc la dông là cưng không? Con này cũng có 1 con 250 nè. Con này cũng có 1 con rồi mấy chị, 250 nè. Nó là nói chung á chị Phương, nói chung á. Trời ơi chế nào mà 65kg nha, 65kg ha. Con này chị nào 65-80kg hút con này mà. Chị nào 83-84kg hút cũng vừa mà 85kg cũng vừa nha. Đẹp không mấy chị, con này đẹp quá trời luôn, 250 ngàn đồng sọc nè. Chị nào chốt đầm sọc này chốt lên giúp giùm em đầm sọc. Bỏ ra sau bây giờ không ai chốt, bỏ ra sau chị. Em lên cho mấy chị một con đầm hồng ruốc mấy chị ha. Em lên cho mấy chị một con đầm hồng ruốc mấy chị coi phơm nè. Con này là vải co giãn nha. Con này vải co giãn. Con này khi mấy chị mặc lên á, cái độ sao ta, cái độ đắp chéo cổ nè. Và cái phơm nó rất là đẹp. Cái đầm caro của em 180 đúng không? Đúng không mà chị Trang Nguyễn Thị? Ở 180, nãy giờ đâu có ai nói gì đâu chị. Đúng rồi, em nói con đó, em nói là lấy về sale mà. Lấy về được thì bán rẻ cho mấy chị đó. Dạ con này là 250 nha. Con này là size khoảng cỡ 75kg đến 92, 94kg, 95kg nè. Chốt giùm em đầm hồng ruốc nha mấy chị nha. Đầm hồng ruốc, chết rồi. Hôm nay để tiền đi đâu nữa rồi. Không ai nói chuyện với mình luôn rồi. Em lên cho mấy chị một con đầm vải caro nè mấy chị không. Vải caro cổ tiêm. Chị Minh ơi, bao nhiêu không? Chắc thôi chị Minh quá à. Được, không coi dữ được. Có một con đầm ho nè. Rồi size 60-70kg. Không mua được hàng nhưng vẫn ưa nghe Yên Mặt nói chuyện. Trời ơi, cái giọng em với giọng thủa nó mắc ói lòi luôn. Con đứng ở đây con, đứng ở đồ luôn. Đây nè mấy chị Minh ơi. Con này nếu 70kg sẽ không đẹp nha. 60-68kg thôi đầm hoa vàng đẹp không? Trời ơi, con nó dẻo nữa nè. Nãy con nào chữ mà kêu con mẫu đừng có lắc nữa rồi đây. Nè ơi nè. Chị ơi, chị nhìn lộn cái đơn cũ á chị, chứ đơn mới tụi em chưa làm ạ. Chị nhìn là em chọt ngón tay hai lên là cái đơn cũ á chị, đơn mới chưa làm mà tí xíu khuya mới làm bill chị nha. Lỡ mà có chuyện gì chị cứ báo em chứ không sao hết trơn á. Rồi đầm caro nha.
nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về cắt cạc thẻ chơi xong. Họ để bao mấy chị nó nói là caro gân, gân được caro nha, gân được caro. Con nào này form suông cũng được, mà form body cũng được, form suông nó sẽ đẹp hơn. Con này 60 đến ta, con này là khoảng cỡ 70 đến 85 kg nè. Đầm tim caro, ai chốt đầm tim caro 250 chốt giùm em đầm tim caro 250. Hôm nay ngày gì vậy ta? Đồ về quá trời đẹp luôn, chết ngắt luôn rồi. Chết, em thấy không ổn rồi. Em thấy không ổn luôn. Rồi em lo cho mấy chị một con đầm xanh này, con này size bé nha. Con này size không có lớn. Con này có cọng dây, con này size bé. Con này size bé nè mấy chị, dễ thương không? Nhưng mà size bé nha. Đấy, con này size nhiêu em chưa biết. Nói chung là size bé. Mà size nhiêu thì chưa biết thôi, nhưng mà size bé nha. Mùa hoa lê kia mà nở ở quê ta miền đất đỏ. Bốn đứa ra sân chơi đi. Bé không có cách ra sân chơi đi. Bé hay đứa mình lấy lô tô qua đọc đi. Ừ đúng rồi, bốn đứa đi chơi lô tô đi. Để ta. Ồ sao bạn tụi lấy ngựa qua. Dạ con này 60 đến 65 kg thôi. Con này 60 đến 65 kg mà con này có cọng dây cột bụng nha. Còn cọng dây cột bụng lại coi chứ không nên lạc mất nhau rồi. Từ đây mãi mãi. Em ra cho mấy chị một con đầm ghép 200. Tất cả những đầm form suông ngày hôm nay đều 200 nha. 200 con đầm này mấy chị. Chị nào mà size lớn hốt nha. Dễ thương không? Ôi chế nào mà size lớn hốt con đầm này cho em nha. Ha. À, con này chị nào size lớn hốt con đầm này. Đầm này còn cỡ 75kg đến 90kg. Chốt giùm em đầm ghép hoa, đầm ghép hồng rút. Đầm này 200 mấy chị. 200. 200. Cái con đầm này nè. Lê Việt nè, 60 đến 72, 73 kg mặc với mang với giày thể thao cực kỳ đẹp nè. 60 đến 73, 74 hoặc 75 kg đầm này. Chốt giùm em Lê Việt đen 200. 200 Lê Việt đen. Chị nào chốt Lê Việt đen 200, chốt giùm em Lê Việt đen 200. Có một con đầm sọc nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh. Chị nào 1m5, 1m55 mặc vào tới gối nha. Nhỏ này nó cao cho nên nó mặc trên đầu gối. Đầm này 200 thun sọc. Còn đầm này còn cỡ 60 đến 70 kg rồi ha. 60 đến 70 kg. Em lên cho mấy chị một con caro cam, con này size 100 kg nha mấy chị. Con này size 100 kg con caro cam. Chị nào chốt con caro cam chốt lên giúp giùm em caro cam nha mấy chị nha. Caro cam. Chế nào chốt caro cam chốt lên giúp giùm em con này 100 kg. 100 kg. 100 kg. Caro cam 100 kg. Caro cam 100 kg. Lần thứ 8. Mày tập trung vô cái điện thoại mày nhắn tin con người yêu đi nha. Đó, coi cái dù kia, con kia chiếm đứt đâu chứ. Cái gì? Thấy cái đầu là ngóc. Em có một con đầm nè, mấy chị đầm rin. Ôi bán con này mà tự nhiên bị tiếc mấy chị ơi. Ôi, 208 bán con này tự nhiên bị tiếc rồi. Chị thấy Nguyễn Thị sai em nữa nè chị. Ôi, mấy chị ơi coi nè. Sai em nữa nè. Trời ơi là trời, bán đầm rin này ít khi nào có lắm nha mấy chị. Má sai em rồi cho 70 đến 80 kg nè. Trời ơi mà để dạy dây kéo trước nữa nè mấy chị. Để dạy còn dây đồ đưa ra đây nha tụi bay nha. Tụi bay đưa ra đây nha. Để dạy còn dây kéo trước nữa nè. Có gì đừng. Nhắm mắt lượng. Có thấy gì đâu mày. Mày đi ra giùm tao cái đi. Bỏ ra sao chị. Mày muốn mày like tao like. Like đi. Dạ đầm rin chụp lên bán. Con nó sai nhiêu rồi tí. Bi coi lại em chị con nó sai nhiêu rồi. Lấy cái bao bỏ đầm cho chị vô coi. 14. Con này size 12 nè. Ủa tao bữa nay hàng về quá trời luôn. Không ấy giờ mình ấy rồi ấy được không mấy chị. Rồi đi đâu rồi 75 bà đi đâu mất tiêu rồi. Chết đi. Em thấy không ổn rồi. Em thấy tối nay không ổn rồi. Bảy mấy chị mà toàn ngồi nhìn em nói chuyện không. Con này size 12 nè. Con này size 12 nè mấy chị ơi. Con này size 12 là còn cỡ dưới 73 kg nè.
hàng này hàng cực hiếm nha mấy chị. Ờ thì con này hàng này hàng cực hiếm. Hàng này để treo lên là tôi treo ra sau đây. Hàng này hàng cực hiếm mấy chị ơi. Hiếm lắm nha. Hiếm ơi là hiếm luôn. Rồi em lên nha mấy chị một cái mã maxi đi biển size dưới 75-77kg. Size dưới 77kg nha. Chị nào chốt đầm này size dưới 77kg chốt lên giúp dùm em đầm hoa, đầm hồng nha mấy chị nha. Đi soạn đồ đi mấy đứa ơi. Hai đứa đi, hai đứa đi soạn đồ đi. Đầm hồng này size 77 dưới 77kg đầm hồng. Chị nào chốt đầm hồng chốt lên giúp dùm em đầm hồng. Em ra cho mấy chị một con đầm, chị Lương lại hàng lấy đầm này để dành đi tiệc nè. Có 250 thôi nhưng mà cực kỳ đẹp chị Hằng ơi. Có 250 nhưng mà rất là đẹp nha. Có 250 mà đẹp cực kỳ. Ti ơi, cái bao đầm ông bao quần ông bát đó Ti ạ. Ti về Ti lấy cho chị coi thử con còn màu đèo lấy size 32 cho chị đi. Con này chị Lương Lệ Hằng nên lấy nè. Đây là ở trên tay đã làm cái đính đá nha. Con này size 16 quy nè. Size 18 quy rồi. Ồ, con này chị hơi rộng nha. Con này phải 90-95kg à. Con này size lớn nha. Mà khi mấy chị mặc á, cái tay nó ở sau nè, mấy chị thấy nó giống công chúa không? Nó rất là đẹp nha. Nhưng mà mỗi tội con này size lớn. Con này phải size 95kg à. Con này bỏ trong bao nè. Con này size 95kg. Con caro mình bỏ trong bao rồi tối uống nhiều chụp hình nha. 95kg. Rồi con đầm này là size bé nè. Ủa con đầm này, con đầm này mấy chị lưu ý nha. Con đầm này mấy chị mua để dành đi tiệc ha. Con này size lớn nha mấy chị. Con này size 100kg. Rồi size 100kg hôm nay nhiều đầm đẹp ghê. Con này để dành đi tiệc. Con này chị nào mà size 100kg thì mua để dành đi tiệc giúp em nha. Con này có 250 thôi. Con này là mua để dành đi tiệc này. Mấy chị thấy tay không? Bên này tay như thế này là cổ tim nè. Đó, cổ tim nha. Con này cổ tim nha mấy chị. Tim trước và tim sau. Ở dưới nó làm, khi mà nó làm lên cái khung đẹp lắm mấy chị ha. Con này là phi bóng. Con này chị nào mua thì để dành đi cưới giúp em. Con này size 100kg, 95-100kg. Con đầm đen, phi bóng. Mẫu nào? Mẫu trắng. Phơm trắng ở giữa hả? Sao hết size? XL. Lấy L đi, tại vì đầm nó giãn nhiều lắm. Rồi em lên tiếp cho mình. Em like như thế này mà 5 phút nữa và không có gì tiến triển là mình sẽ chia tay số điện thoại nha. Đó, vậy đi. Em về bên kia em like đi, em nghỉ chơi với chị rồi. Nghỉ sao mà đầm về quá trời, không có đường đi, không ai nói chuyện với em luôn. Rồi em lên tiếp cho mấy chị. Đầm này là đầm lưới nha mấy chị. Đầm lưới maxi, xinh ha. Rồi đầm lưới maxi size 100kg luôn. Size 90-100kg, bà nội cha. Ờ đầm này không, đầm này là khoảng cỡ từ 80-95kg thôi nha, không tới 100kg đâu. 100kg trừ khi mà cao cao như Bích Thủy gì đó là tới được ha. Đầm lưới 73 luôn không. Rồi đầm lưới, chị nào chốt đầm lưới chốt giùm em. Em lên tiếp cho mấy chị một con đầm xanh. Xanh coban nha mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị đầm xanh coban. Chị nào chốt xanh coban size lớn thì chốt giùm em xanh coban. Xanh coban size này 80-100kg là 2x nè. Xanh coban size lớn. Chị nào chốt giùm em xanh coban size lớn. Đầm rin chị ni nhiêu ký dạ? 82kg. Đầm rin sợ 82kg. 82kg chị dòng ngực, dòng 1, dòng 2, dòng 3 nhiêu phải báo nha. Tại vì đầm đó nó độ co giãn nó có nhưng mà nó không nhiều, chị phải báo. Em có một con đầm yếm trắng đi em cưới nè. Có một con duy nhất thôi, con này 300. Con này chị nào 70kg hốt. Dạ tiên bố thẳng thì con này nè mấy chị coi vải nè. Coi vải đi để biết hàng nó có đỉnh hay không liền à. Ha, con này mấy chị coi vải đi biết hàng này đỉnh hay không liền. Con này cổ đổ xinh không? Trời ơi, con này hơi bị xinh. Chị nào 70kg đầm xanh nhiêu ký? Đầm xanh cổ chắc chéo đó đó. Không, đầm xanh này nè. Đầm xanh đen á hả chị Anh Thư? Đầm này phải size từ 80kg trở lên chị Thư ơi. Ha. Em cỡ chị. Cỡ chị à. Rồi cho coi đầm riêng trong đó đó con. Riêng 208 á. Trong đó nó nãy Út kêu mấy Vy nó có cái đầm riêng size 14 vũ quá. Tại vì nếu mà mình mặc á thì sẽ size 16 á chị đi. Nhưng mà con này lỡ xuống dưới mà có chọc thì cứ báo em nha. Nhưng mà em sẽ đo dòng. Em sẽ đo dòng ngực cho chị. Tại vì đầm này có co giãn chị. Cái đầm xanh lá mẫu mặt em xem. Mẫu mặt đứng như cái đầm xanh lá xem size gì vậy con. Không có size gì. Dạ đầm này chị Ni vừa nè. Dòng vú nó 101 mà còn co giãn nhiều ha. 208 của Ni Nguyễn mới in đó con. 200 đầm xanh nó phải size lớn chị ơi. Đầm xanh nó phải size lớn.
đầm xanh bế mặt là đầm sơ mi nha chị. Đầm xanh bế mặt 250 đầm sơ mi. Đầm này nhiêu ký? Con này 60-70kg rồi chị Anh Thư ơi. 60-70kg. Em lên cho mấy chị một cái đầm sọc ngang màu trắng. Em lên cho mấy chị một cái đầm này 200 nha. Đầm này mấy chị may giày thể thao bao đẹp luôn. Đầm này mấy chị may giày thể thao bao đẹp. Đầm này chút nữa ra trang bao rồi con đầm phân chuông nè. Đầm này form thể thao có túi nha mấy chị. Đầm này may giày thể thao đẹp lắm, mang mấy đôi sụt cũng đẹp. Đầm này có nhiều size, đầm này hiện giờ em đang cầm là 60-72kg. 60-72kg, đầm này có nút ở trước. Đầm này tới 75kg nè. Đầm này tới 75-77kg nè. Có mấy con màu đen nữa con, màu đen có túi nữa. Nè mấy chị ơi, chị nào mà 90-100kg hay 80kg hút mấy cái con đầm gác nè. Trời ơi, đầm gác tay lọt nè mấy chị, mà túi nè đẹp không. Ôi mấy con này mấy chị mặc đẹp lắm nha. Em nói thiệt, thật sự mấy con này mà tay lọt lên mấy chị mặc cái phong cách nó bụi dễ chịu lắm. Chốt đầm kèm số ký thôi, 70kg mặc vừa không mọi người. Đọc khởi cái đầm Úc ra cho Úc đo cho chị Anh Thư đi. Đầm đen này có đủ size nha. Đầm đen đủ size nha mấy chị nha. Đầm đen đủ size. Rồi để em đo đầm xanh cho chị. Tại vì mấy con này nó không có ghi size rõ ràng hả chị. Nó cố ý làm size size để mà nó tuồn hàng ra ngoài á. Chứ thực sự mà đầm hàng Việt Nam xuất khẩu. Dạ 70kg là Vivu nha chị Thư. Con này chị Thư 70kg là Vivu. Kiếm cái con đầm đen suông nó mà phơm nhỏ cho chị Thanh tròn. Có một nùi ở trong đó nữa con. Em like đến mốt luôn. Xanh của Anh Thư nè. Con này chị Anh Thư mặc vô phơm rộng rộng cưng lắm mà sang chị ơi. 250 nó sang lắm chị Thư. Xuống tới nơi hàng cho em thông báo với chị khách mới là xuống tới nơi đúng hàng thì mấy chị nhận giùm em. Vào thử đi, chặt rộng có báo yên đổi yên xử lý nha. Sao là sao nhỏ đâu con. Năm nay chị Thanh chắc mặc hơi rộng rồi. Này sẽ XL nè. 250 con nè. Rồi năm nay chị Thanh cũng rộng. Chị Thanh có 60kg, năm nay phơm xuông rộng. Chị Thanh ơi, chị Thanh mặc đầm Levi's đi. Thanh ơi, Thanh mặc đầm Levi's đi chị Thanh ơi. Mặc đầm Levi's được không? Chị Thanh mặc đầm Levi's được nha. Cái đầm kia thì phơm hơi rộng so với chị Thanh. Tại vì chị Thanh có 67kg à. Lấy đầm đen ghép của Lê Thị Thúy Nguyên size L. Thúy Nguyên với Yên một size 65kg của chị. Chị lấy con Lê Viết thì được nghe chị Thanh. Chứ con kia chị hơi rộng để Yên không bán nha. Mã gì à? Mã 2 hả? Gì vậy con? Ghép size L trong đó có đó. Nguyễn khách cũ mà. Ờ khách cũ chị Anh Thư Nguyễn khách cũ bữa sau mua thôi, đừng có cho địa chỉ số điện thoại lên chị nha. 70kg mua nhiều bill rồi. Dạ rồi. Của chị Levi's của chị Thanh Trần này, 200 của chị Thanh Trần. Đâu đâu con nói này mở lên lại cho chị coi. Con này của chị Haru Harriet gì này để chút xíu đi. Rồi con nói của chị Thanh Trần này con size L đâu con này. Út có quăng vô một cái đùng size L. Rồi. Size L của chị Lê Thị Thúy Nguyên là 200 của Lê Thị Thúy Nguyên. Con này vải đẹp lắm chị Nguyên. Con ghép này vải đẹp lắm. Con ghép vải cực kỳ đẹp. Em hôm nay em có mấy con đầm đi tiệc mà giá mềm lắm. Cho nên mấy chị tranh thủ mua con kim tiến này vải. Không có bị rớt hột nè. Con kim tiến này không có bị rớt hột nè mấy chị. Xuất sắc không? Con này mấy chị mua để dành đi cưới nha. Nói thật sự luôn. Con này mua mấy chị để dành đi cưới giúp em. Con này đẹp quá à. Mấy chị có vải của con này nè. Ha. Dạ con này 280.000 nha, con này size bé thôi. Mấy chị ơi con này 280, trời ơi con này để dành đi tiệc mấy chị ơi. Thật sự luôn, chị nào 70-80kg để dành con này đi tiệc nha. Con này có 280 thôi. 280.000 đồng kim tiến thôi, kim tiến đỏ bỏ trong bịch đen hả chị. Không ai lấy bỏ bịch đen hả chị. Cho Úc mua đầm đen rồi, đầm đen để Úc về chụp hình. Rồi bỏ đầm đen này về để chụp hình tối nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con đầm bi xanh. Một con đầm bi xanh nó là vải thun nha, cho nên con này 200. 200 nha mấy chị, nhưng mà đầm này xinh lắm mấy chị. Xinh không? Cái màu nó làm rất là xinh và cái form nó làm cũng đẹp ha. Con này 60-70kg, chốt giùm em đầm bi xanh. Đầm bi xanh 60-70kg. Chị nào chốt đầm bi xanh 60-70kg, chốt lên giúp giùm em bi xanh nha mấy chị nha. Bi xanh 60-70kg. Em lên cho mấy chị con này con đầm này con dâm mà con. Em lên cho mấy chị một con dâm 250.000 mấy chị coi form ấy. Coi phơm giùm đi rồi ghiền. Rồi chị Nguyên ơi, cái con này mà mua để dành đi tiệc thêm một con cài áo vô nữa là em nói mấy chị bao nhức nách nha. Đó, xuất sắc chưa? Chị Nguyên ơi, chốt con giùm này đi nè. 70-82kg con giùm này. Chết ngắt chưa mấy chị?
chết ngắt chết ngư luôn, không có đường, không có đường sống với con dâm này đâu nha. Em có hai con chân váy mấy chị, eo 95, eo 95 đến 100 hoặc 102. Em có hai cái con chân váy quần, hồi bữa nó có màu xanh, màu đen và hoa li ti đỏ, thì hôm nay em vé kho được hai con. Hai con chân váy quần màu hoa xanh, con này 120 nha. Con này 120 mấy chị ơi, 120. Chị nào chốt con chân váy quần 120 thì chốt lên giúp giùm em 120.000. 120.000 chân váy quần hoa xanh. Có hai con thôi cho nên chế nào chốt thì tranh thủ giúp em nha. Em coi lại đầm hồng bánh xe là đầm nào ta? Làm nhúng phải chốt cho chị ấy vậy? Còn có một con à? Ủa sao bà thấy con hồng bánh xe hay vậy ta? Sao thấy hay à Nhi Quỳnh? Quỷ à? Nè sai Nhi Quỳnh luôn nè. Cưng không? Chỉ có hàng Việt Nam xuất khẩu là may mới mãi đỉnh như thế này thôi. Nói thật luôn á, chỉ có hàng Việt Nam xuất khẩu là may mặc mới đẹp như thế này thôi. 60kg cũng vừa, 70kg cũng vừa, mà 80kg mà 82kg cũng vừa. Tại vì cái hàng này khi mà mặc vô nó cũng không có rộng nha. 250 đồng hồng cánh sen, con này đẹp lắm, con này trên gối. Chờ uống miếng nước rồi tí. Con này trên gối, con Nali đó. Con này trên gối nha mấy chị nha, trên gối. Còn nữa nó đổ phải lôi đó. Hôm qua lên cái gì mà kêu Nhi ơi Nhi hở, thấy ra Nhi đâu. 250 của Nhi Quỳnh. Ủa một nồi bia sao bị đem xuống có 2 cái vậy? Hàng xuống có 2 đó. Rồi đúng không? Em lên cho mấy chị một con đầm sọc hồng giống như con đầm kia nha mấy chị. Coi một con bên hông nó nhúng nè mấy chị, lưu ý nha, vải đẹp lắm mấy chị, vải 10 điểm cho chất lượng luôn nha mấy chị. Coi hai bên nó nhúng dễ thương á. Dạ con này chị thì chỉ có chị Thanh vừa thôi, con này 60 đến 75 kg, con đầm hồng nè, 60 đến 75 kg đầm hồng, 60 đến 75 kg đầm hồng nha. Chị nào chốt đầm hồng chốt lên giúp giùm em đầm hồng ngựa với bộ này. Cái bao nhiêu ký à? Nhiều ký à? Rồi em lên cho mấy chị một con đầm kim tuyến đi tìm. Con đầm này nó nghe đẹp nha, ngửa hàng xe cây, con này hàng tâm mì nha. Con này size 16 nè. Không biết bên này có chị Vương, chị Lâm hàng hơn từ tay không nữa. Con này size 16 nè. Mấy chị coi vải kim tuyến coi giãn nè. Form hơi bị đẹp nha. Lấy size XL thôi. Con này hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Con này hàng của tâm mì. Mấy chị coi dây kéo nè. Ha. Nhưng mà cũng có 250 thôi. Đầm nhung có size lớn không yên. Đầm đem, em đang mặc hả chị Hương? Hay đầm nào chị Hương ơi? Đưa đưa cái con đầm yếm vàng coi thử Nhi có lấy không. Nhi ơi Nhi lấy cái đầm này nè, size 60 đến 70 kg nè Nhi. Nè dễ thương không? 250 mà đúng dễ thương luôn. Con này mua để đi siêu thị, đi chơi, đi biển đồ đẹp lắm nha. 60 đến 70 kg đầm hoa vàng. Dạ đầm nhung nè chị. Cha Úc cho một con nhung mềm á. Con nhung mềm đỏ. À, em lo cho mấy chị con nhung mềm. Cái con sau lưng là giống như con em đang mặc, mà con em đang mặc màu đen, con sau lưng là màu đỏ nha chị. Em lên cho mấy chị một con nhung mềm ngày hôm nay về. Đầm này có tổng cộng 4 size ti 60 đến 70 kg size L, 70 đến 80 kg size XL, 80 đến 90 kg size 2X, 90 đến 100 kg là size BX. Cái này là màu đỏ, đỏ rượu á mấy chị. Con này là nhung mềm nha. Mấy chị ơi, con cái tay đó nè. Con này là nhung mềm, mấy chị lưu ý nha. Con này nhung mềm, xinh không? Con này đầm hệ eo, đầm này năm ngoái em cũng có may đó. Em may màu đen và màu đỏ, năm nay em chơi màu đỏ không, không chơi màu đen. Nhung đỏ, chị nào chốt nhung đỏ ngọc trai, chốt lên giúp giùm em nhung đỏ ngọc trai nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em lên nhung đỏ ngọc trai kèm số ký, có size tới 100kg nha. Chị nào chốt làm nhung đỏ ngọc trai, chốt giùm em nhung đỏ ngọc trai. Gì? Lấy hay cũng được, lấy lời cũng được, không lấy gì lấy. Cười giờ miền Trung đi em, cười giờ miền Trung đi em. Đây mấy chị ơi, em có một con đầm yếm nè. À, đừng nói buồn buồn tháo này ra bán chi chai nha. Dạ con đầm yếm này. Trời đẹp con, nó làm form dưới đẹp quá trời luôn á mấy chị. Nó làm form dưới đẹp dễ sao đẹp luôn. Rồi đầm yếm, ta. Ta đầm yếm nha mấy chị nha. Dạ đầm yếm này là dòng, nói chung là đầm này khoảng cỡ nếu đẹp là khoảng cỡ 70 đến 80 kg. 250 đầm yếm. Đầm yếm chiếc thuyền nha mấy chị. Ai chốt đầm yếm chốt giùm em đầm yếm. Bỏ ba mấy chị. Đó là gì chụp hình cho coi lỏng hỏng. Rồi lên tiếp cho mấy chị đầm sơ mi nè.
Lên xíu cho mấy chị đầm sơ mi, bà đừng có nói buồn buồn ở nhà. Tháo cái đó ra bán ăn nha Ti. Em lên cho mấy chị bà đầm sơ mi 250.000 hàng Việt Nam xuất khẩu, vải co giãn giống như tung lành á. Nó giống như tung lành mà người ta may hai lớp đẹp lắm mấy chị đầm sơ mi. Trời đầm sơ mi này mấy chị dễ mặc đồ lắm luôn á, em nói thiệt. 250.000 đầm sơ mi nè mấy chị. 250.000 đầm sơ mi. Chị nào chốt đầm sơ mi chốt lên giúp giùm em đầm sơ mi nha. Ha. Không ấy giờ mình giấu cái con đầm thun gân này được không? Không ấy giờ mình giấu con đầm thun gân rồi từ từ mình mặc đi biển được không mấy chị? Mấy chị coi cái form nè, y chang form hot girl luôn mà có một cái. Đi kiếm ai đi coi. Kéo nó hỏi. Kéo nó lấy đồ. Anh lấy rồi. Thanh Nguyễn đúng rồi, chị chốt rồi mẹ. Chị chốt cho chị Thanh Nguyễn rồi hả? Chị chốt trên like rồi. À chị chốt trên like. Chị có rồi. Nguyễn Dung áo không áo gì. Thì bả luôn Nguyễn Dung xóa đi. Nguyễn Dung để qua nhà. Em có đúng một con đầm gân này mấy chị coi form giùm em nha. Xuất sắc chưa? Con này mà em nói mấy chị mặc lên nó cột cọng dây vô em nó hơi bị đỉnh luôn. Bà để dậy thun gân nữa. Con này chị nào mà từ 80 đến 90 kg hãy chốt nha. 80 kg đến 90 kg hãy chốt con này, còn nếu không thì đừng chốt giúp em nha mấy chị nha. Em lên cho mấy chị một bộ sọc có cổ kèm chân váy quần mấy chị ơi. Bộ sọc có cổ kèm chân váy quần. Ha. Thun gân của chị Lương Lệ Hằng, cái đầm nó đẹp lắm chị ơi, dài tới mắt cá nha. Em lên cho mấy chị một bộ sọc này vải co giãn. Bộ sọc này có size từ 60 đến 100 kg xưởng nhà em nha. Bộ sọc này là xưởng nhà em nè. Có size từ 60 đến 100 kg. Chị nào chốt bộ sọc chốt lên giúp giùm em bộ sọc kèm số ký nha mấy chị nha. Lương Lệ Hằng 250. Rồi bộ sọc này kèm số ký, bộ sọc này có tổng cộng 4 size nha mấy chị nha. Không sai rồi đọc sai đi chị. 60 đến 70 kg size L, 70 đến 80 XL, 80 đến 90 2X, 90 đến 100 kg là 3X. Cho chị xem lại. Chị về chị cầm cái vải này lên. Em nói chị Hằng nghe, chị cầm cái vải lên không chị đã mê rồi. Chị cầm cái vải lên không chị đã ghiền cái đầm rồi chị. Chắc chắn với chị là cầm con đầm này lên chị đã ghiền cái vải rồi. Không nói gì tiếng nhiều tiếng ít luôn á. Cầm lên là chị đã mê cái chất vải với mê cái form rồi. Cái form này đi tiền cũng rất là sang nha mấy chị. Cái form này đi tiền cũng sang ha. Cầm cái hàng lên là cái form mấy chị đã mê rồi mấy chị ơi. Em nói thiệt lòng mà nè, coi thun gân nè. Mà cái form nó đẹp lắm chị, cái form như công chúa. Chị mặc lên cột vô tự khắc nó đẹp ha. Xế sọc là 240. Cái xế sọc là 240 chị. Anh ơi vô ghi Bình Tân, Bình Tân Rin nè, ghi anh ghi Bình Tân Rin nè. Là em biết để trả hàng lại cho Bình Tân Rin. Mấy con đầm này tối nay em sẽ chụp hình cho mấy chị mà toàn form lớn thôi. Nha, mấy con đầm này toàn size lớn thôi, không có size nhỏ ha. Cho nên chị nào mà size lớn thì mới chốt được những con đầm này nha. Chị này size lớn 12XL không em? Nó hàng Việt Nam xuất khẩu nó gắn tùm lum size. Những cái con đầm mà size 100kg này nè mấy chị ha. Là tối nay em sẽ về em thử cho mấy chị ha. Thử cho mấy chị. Rồi bỏ vô luôn. Em lên cho mấy chị một con đầm hồng rút chị ơi. Lên cho mấy chị một con đầm hồng rút. Anh Dương ba ống 36 hình như tối qua lấy rồi. Ủa? Lấy rồi bây giờ lấy giờ túi sách, có túi sách cũng lấy luôn rồi. Lấy hết rồi. Anh Dương khỏi lấy nữa. Con của chị ba đó anh. Con chị ba kiểu vừa thanh trúc á. Lấy luôn đi. Mày điên hả? Tao lấy rồi nè. Tối qua giờ mà thấy chữ thứ mấy không? Nó nằm trên này là vôn nè. Thấy con đen với con đỏ không? Với lại cái bộ gì đó, cái bộ FF mà chân váy quần với cái áo FF đó con ạ. Bộ công sở đó là lấy hay cho Quỳnh chị Dung. Rồi em lên cho mấy chị một cái đầm hồng ruốc mấy chị. Đầm hồng ruốc này là size lớn nha. Thấy vậy chứ mà size lớn nha mấy chị. Con này là size khoảng cỡ từ 75kg đến 90kg, 95kg. Con này cũng vừa nha mấy chị. Size gì vậy con? Size 12 đó. Rồi em lên cho mấy chị một con maxi vàng size 12 mấy chị ơi. Size 12 maxi vàng. Chị nào chốt maxi vàng size 12 chốt lên giúp giùm em size 12 maxi vàng nha. Con này dưới 73kg. Em có con đầm size nhỏ là đầm sơ mi size nhỏ. Nhưng mà con này đẹp mấy chị ơi, con này thun lai dông á.
con này size khoảng cỡ 60-65 kg, mà con này phơm đẹp không mấy chứ, con này phơm đẹp dễ mang mà vải cũng đẹp dễ mang luôn mấy chị ha. 60-67 kg hút con này cho em đi, con này vải đẹp quá à. 67-68-69-70 kg cũng vừa nha, 60-70 kg. Chị nào chốt con đầm sơ mi này về cầm cái vải với cái phơm lên mấy chị mê mẩn luôn á. 60-70 kg con này, con này tối nay con chụp cũng được nè. Nó có được mấy con rồi con, con này size L. Dạ đầm sơ mi này nó có size L đó nè nha mấy chị. Size này thì còn cỡ dưới 85 kg ha, size này còn cỡ dưới 85 kg. Đầm sơ mi nó được mấy con rồi con hả? Đầm hoa sơ mi đó, sơ mi con cầm con này nó ít L đúng chị, nó có một size à. Chị dùng mấy con? Con nó trên lầu hàng xưởng, quality nhạt nhạt. Hai con này bao nhiêu tiền? Anh đi mua 200. Con này 250. Nó lấy hai lần. Con đi lên sòn lại cái bill của chị Tú Đỗ Thị Cẩm á. Nó có đặt một cái bill hai cái đầm, nó đặt xong nó xả gì đó. Lên lấy hai cái đầm của Tú Đỗ Thị Cẩm hay hay con đầm sọc với con đầm đen hả con ạ? Của con có sẵn đó. Trong cái đống đó hả? Dạ. Nhưng mà thôi để mai đi bill khác đi. Dạ, sẵn lại hai cái đó. Ừ, để nó dội cục hàng cho Ngân Nguyên cục hàng. Đầm sơ mi giá 250 chị Tròn Xinh ơi. Nhưng mà cái đầm đó nếu mà chị Tròn Xinh về cầm cái đầm đó chị Xinh rất là thích. Thích lắm, tại vì nó may thun lai dông mà nó may hai lớp chị, cho nên nó đính cái phơm và nó rất là mát cái mình vải, cái người khi mặc vô nó rất là mát và thích nha mấy chị nha. Em có con đầm này nè, đầm này mấy chị sẽ bị ghiền, em ghiền cái phơm này lắm mấy chị, em rất là ghiền cái con phơm đầm đắt chém nha mấy chị nha, thật sự luôn. Nhưng mà con này thì size khoảng cỡ 60-70-72 kg thôi. Thôi Thanh, thôi 60-70 hết đến 72 kg đầm đen của đất chéo này. Đây là chị Dung Mặt đúng không? Đúng rồi, Dung Mặt đó. Chị Dung Mặt đi. Người Dung Mặt. Đây là con, bây giờ là cốt Lê Dung. Có này 60-70 gì vậy bây? Hay, Dung là hay chứ. Đó đi. Rồi hồi nãy ở đầu la em có một con đầm sọc. Em có chị xin nhiêu ký vậy? Em có một con đầm sọc trắng đen mấy chị nha. Em có một con đầm sọc trắng đen lúc đầu lai ấy. Thì cái đây là con đầm sọc đỏ sọc đỏ trắng. Nhưng mà mấy chị ơi biết gì không, con này vải nó hơi bị đỉnh. Con này vải đẹp lắm. Đó, con này vải tình trạng như thế nào thì em sẽ nói cho mấy chị nha. Con này em nói mấy chị vải đẹp lắm. Chị Thanh Trần có muốn chốt thêm con này không? Chứ con này vải đẹp cực kỳ nha. Nhưng mà 60-70 kg thôi. 26. Đừng có tính xếp nha. 200. Còn dùng một con bộ nữa, một bộ ép nữa nha. Hay nha. À, con đầm đó em vừa không? Cho coi thử lên Ngọc Sòn chưa nhớ. Sọc đỏ của chị Thanh Trần. Con này vải đỉnh lắm chị Thanh. Con này vải mê lắm chị Thanh ơi. 250 của Thanh Trần. Đứa nào ghê vậy? Cái đó là gì Thanh Trần không rồi? Con đầm đá em vừa không là mẫu nào chị Nguyên ơi? Mẫu thử đầm sọc đỏ đó con. Đây này đầm sơ mi đây nè. Đầm sơ mi em được mấy con á mấy chị? Nói chung là có bao nhiêu con đầm sơ mi này là em đều lấy hết. Chết mẹ rồi, mấy hết pin nè. Con có đem một sạc đó không đi? Đưa đứa chị cắm sạc nè. Cắm có cục dây nào không? Có dây. Rồi đưa cái máy tiếp ra nha chị. Mình mở máy này. Em lên phía cho mấy chị một con đầm giống như hồi nãy chị Nguyên lấy. Nó có túi á, thì đây là nó một cọc bơ ha. Cọc bơ mấy con này size lớn nha mấy chị nha. Mấy con này size lớn. Ok không mấy chị? Con này size lớn cực kỳ. Đây mấy chị ơi ha. Con này size lớn nha. Chị nào chốt đầm này size lớn chốt giùm em. Con này phải 90-100 kg. Bỏ vô cái bao hồi nãy luôn con. Hồi nãy ghi bao đầm. Ghi là bao đầm gì ta? Đầm tuôn 200, hàng Việt Nam xuất khẩu. Những cái con caro này á mấy chị ha. Những con caro này á là những con caro này là đều là size lớn. Đều size lớn hết nha mấy chị. Size lớn cực kỳ kỳ luôn. Chị nào chốt những mở đỡ mấy cái đầm size lớn không? Ấy là họ hồng của bên kia rồi lấy sảy rồi. Cái dài hoa hồng là cái dài nè.
còn một con à, hỏi Nghi rồi bỏ nó không, còn lắm con à. Em lên cho mấy chị một con đầm cổ đắp chéo size 12, size này dưới 73kg. Trời ơi, làm ơn hốt con này để mùa hè đi biển mấy chị ơi, xinh lắm, mấy chị coi phơm nè. Trời ơi, xuất sắc không? Chết người luôn mấy chị ơi. Mấy con này mà đi mặc lên một phát là em nói chết mất chết ngay liền. Nè đầm sơ mi nè mấy chị thấy phơm đẹp không? Trời ơi, đầm sơ mi phơm cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Phơm không có chê vào đâu được. Mấy chị biết tại sao em hút cái con đầm body lông chuột này không? Nếu mà mấy chị nhìn cái phơm này mấy chị sẽ không bao giờ mặc con này. Nhưng mà thật sự ngày xưa em có một cái con này là màu đen nè, hơi bị đẹp luôn. Cho nên hôm nay em mới hút con body màu lông chuột này về nè mấy chị ha. Dạ cũng 250 nha. Mấy chị thấy đầm sơ mi phơm đẹp không? Phơm lưng đồ nói chung là hoàn hảo lắm. Đầm sơ mi kèm số ký giúp em. Em lên cho mấy chị một con đầm xanh. Lên cho mấy chị một con đầm xanh caro mấy chị. Phơm A. Đầm xanh caro phơm A là có một con thôi nha mấy chị ơi. Có một con. Nhưng mà con này hơi lớn, con này phải 85-90kg à. Con này phơm hơi lớn nha. Con này hơi lớn. Con này eo 101 lận nha. Eo 101 này là tương đương phải 95kg. Con này mà nếu đụng khách là khách mê lắm. Cái gì coi vải nè. Con này nếu đụng khách là khách mê lắm. Nếu đụng khách số ký đó là rất là mê nha mấy chị. Mê lắm. Hót luôn rồi đó. Mấy chị biết khi mà em cầm cái con mẫu này lên nè mấy chị. Khi mà em cầm cái mẫu này lên, em suy nghĩ là có nên lấy về bán hay không. Đầm sơ mi mẫu mặc cái size em con. Nó có vải gần giống với lấy con đi nè. Đây là chị Anh. Kiếm con size nào khác hay không. Hồi nãy nó có một con size khác. Đây. Trong đó nó có một lần lô đồng. Có chị Anh để em lấy cho. Để em lấy cho tại vải nó giống nhau không ạ. Ôi con này dây ở đâu mà không có gì không. Sao vậy được, sao giống cho. Rồi đây nè. Chị Anh ơi. Chị Anh ơi coi vải nè chị Anh. Chị Anh coi phơm nè. Xuất sắc không. Nè cho chị Anh Nguyễn nè. Một con XL. Chị Anh Nguyễn 250. Cái con nằm đen này mấy chị ơi, em nói thật luôn. Cái con nằm đen này mà để tối em về em thử lên. Bây giờ em đưa lên mấy chị sẽ không thấy đẹp. Tối em về em thử lên, bỏ vô cái bao của chị luôn. Tối em về em thử lên là mấy chị thấy cái phơm là mấy chị biết là nó đẹp hay không liền rồi mấy chị ha. Nó rất là xinh. Nhưng mà để em thử lên cho mấy chị coi. Em lên cho mấy chị tiếp một cái đầm hoa. Trời ơi, hôm nay đầm quá trời luôn rồi. Mấy chị im ắng quá à. Nè mấy chị ơi coi phơm nè. Đầm đỏ đằng sau là đương nhiên vậy chị. Vậy là 700 nha chị. Đầm đỏ giống như đầm đen em đang mặc nè. Lộ eo nè chị vô hình. Chị mặc size L nha. Bà này là bà khó lắm mà bà điệu lắm mấy chị. Bà cứ kiểu như bà hoang mang khi mua hàng trên mạng á. Bà sốt hình nè. Rồi y hình nè. Đó. Chứ bà lên bà về bà mặc cái con đầm đỏ Mary chịt mệt. Bà điệu dữ dằn lắm nha mấy chị. Xinh không? Xinh chưa mấy chị? Con này mấy chị mặc đi chơi là mấy chị sẽ ghiền. Mấy chị coi vải đẹp nè. Mỗi tội là nó chỉ có một cái duy nhất và một size thôi. Gì tươi? Quay đuôi trắng của Phạm Vương hết rồi. À cái gì? Ừ bán đi, nói bữa giờ còn một bộ duy nhất mà em không có để ý nha. Cái gì? Dạ con này size lớn nha mấy chị. Con này size phải 80-100kg mới vừa. Nói chung là con này size lớn ha. Con này size lớn. Con này 90-100kg đó. Khoảng như 300kg thôi. Con này size lớn. Em có một con áo size lớn rồi. Không giờ cắt size lớn em đâu hết rồi ta. Áo 100.000 size lớn nè, 200kg. Con đó đẹp lắm nha chị. Chị G-O-I, chị Huỳnh ơi, con đó rất là đẹp. Nãy giờ bỏ con này vô kia, giờ bỏ rồi thôi. 200kg nè con. Rồi em lên cho mấy chị một mã đầm beo. Em lên cho mấy chị một mã đầm beo. Hồi nãy có cái đầm đẹp quá trời, đầm đen tiền mà chị Thúy Nguyễn Thị không chịu lấy. Em lên cho mấy chị một mã đầm beo 250.000 nha mấy chị. Một mã. Con này size 90 nè. Con này size 90-100kg mấy chị ơi. Con này 88-100kg đầm beo. Đầm này vải co giãn đẹp lắm nha. Đầm beo size 100kg. Chị nào chốt đầm beo chốt lên giúp giùm em đầm beo size 100kg. Em lên cho mấy chị một con đầm vàng size 14-16. Con này tương đương 80kg nè. Con này mấy chị làm ơn con này không có dây nha. Nè nó để dây nhưng mà không có dây ha. Con này size 10-16 nè mấy chị ha. Con
này size 16, con này mà chị nào khoảng cỡ từ 78kg đến 84kg hốt con này vải đẹp lắm nha. Con này mà có chị Phương, chị Lâm Hằng Homestay là hốt liền nè, 250. Thấy rồi, bắt đầu từ cái ngày thứ mà tôi chốt cái thẻ mặt cừ á. Hàng xong hết chưa? Vậy còn hai cái bill đổ quần rin thôi để chị làm phải không? Còn mấy cái quần rin gì nữa, quần rin xong hết rồi. Chưa đâu, còn mấy cái bill đổ dưới này nữa. Để chị xong rồi chị coi nè. Mấy cái đồ sửa này nãy giờ xong rồi. Đồ sửa với đồ xúc xong hết rồi hả? Em lên cho mấy chị một con đầm hoa nè, mấy chị có cái màu hoa nha. Mấy chị coi màu hoa lê kim ma nở giùm em nha. Con này mặt nào mặt trước, mặt nào mặt sau vậy bà nồng. Rồi đó không? Hai cái dây đây là khi mấy chị mặc cột qua để nó khỏi rớt cái vai nha. Mặt đây là mặt trước, mặt này là mặt sau. À mặt này mặt sau, mặt này mặt trước. Ủa mà cũng phải mặt này mặt trước, mặt này mặt sau. Ủa đồ mẹ cũng biết mặt nào mặt trước. Đây, mặt này mặt trước và con này con dâm mấy chị. Dạ sau một thời gian quyết định là em biết con này là con dâm. Gố không gố không? Tháng 8 em nuôi còn nhiều người coi vậy. Con này khoảng cỡ 75kg, con dâm này khoảng cỡ 75kg mấy chị. Con dâm đi tiền này khoảng cỡ 75kg nha. Trời ơi hàng này em nói mấy chị là mệt mỏi lắm. 62 người coi mà không ai nói chuyện với tôi hết. Trời bởi vậy tao nói chúng cô đơn lạc lõng không? Vậy đó, coi thử được không? Rồi chị nào chốt dâm, chốt lên giúp giùm em dâm nha. Dâm này 60-80kg. Dâm này hàng Việt Nam xuất khẩu, dâm này sale cho mấy chị 160, dễ thương không? Bác con thằng làng bên này, cột con thằng làng bên này 160. Bãi coi giảng đẹp lắm, 60-80kg. Chị nào chốt dâm, chốt lên giúp giùm em dâm. Còn hai tàu hàng bên kia nữa không? Hai đồ biết. Ủa có một cái bill đầm đổi của cái chị gì ta? Không phải, đang ngồi tự trừ. Mẹ, đi coi thử cái kia nó có vô pin không để chút nữa làm hàng này. Dạ con này hay nè mấy chị ơi. Con đầm này hay, con đầm này hoa đen. Con đầm này hoa đen hay. Con đầm này size lớn nha, mà thun lai dông đẹp lắm nha. Con đầm này hay nè. Vậy rồi chốt đầm này hay, chốt lên giúp giùm em là có một con rồi mấy chị. Con này size phải 90-100kg nha. Con này size 90-100kg nè. Bỏ vô đi coi, size lớn. Đẹp trắng cũng đẹp quá ha. Trời ơi, mấy cái đầm này mà sao mấy chị không lấy ta. Nghĩ ức ghê ức á. À, đầm 6 không nói, 250 mà vải lai dông đẹp quá trời luôn. Con này mà chị nào mà khoảng cỡ từ 75kg đến 88kg hút con đầm này. Con này chị Lâm Lương Lệ Hằng mặt cũng đẹp nè. Ủa em bán cái gì hay ít vậy? Mới bán gì hay ít vậy? Chị Nu Phùng ơi, em bán gì hay ít vậy chị Nu Phùng? Alo. Đầm sọc 75 đến 88kg. Đẹp quá. Xuất sắc ha. Ôi con đã xây dựng, có một con xây nhỏ. Chị Nô Phùng nói gì ta? Chị ơi đang bán ế thấy ai chốt lên mừng lắm nha, nói gì ta? Rồi em lên cho mấy chị một con đầm hoa đỏ đô cũ đắp chéo, xuất sắc không? 60-70kg nè. À, mấy con đầm này mà có chị Tuy Nguyễn là bà dớt liền. Mấy đầm này có chị Tuy Nguyễn là bà dớt liền, bao của chị nè. Mùa hoa lê kim ma nở. Quý rồi con rút coi. Con tối nay con chụp hai con đầm ngọc trai này nha. Hai lờ còn có đầm nhung để út chụp. Đầm nhung. Đầm nhung này nè. Đầm nhung mềm á. Hai ít chị mua con đầm hoa. Đầm hoa hai ít là đầm nè. Ừ, cũng như biết. Kéo xuống. Đầm hoa màu gì chị? Đầm hoa đen không? Đầm hoa đen đây nè. Đầm hoa đen. Đầm hoa đen này á hả chị? Đầm này size 90-100kg rồi. Và em có con đầm kim tiến nè. Em nói thiệt với mấy chế mà đầm kim tiến này là mấy chế mặc đi tiệc là mấy chế mê lắm. Mê lắm luôn nha. Mê ơi là mê và cực kỳ mê. Đây nè mấy chị. Mê lắm mấy chị. Cái con đầm kim tiến này đi tiệc mê lắm nha. Chị nào chốt con đầm này chốt giùm em, con này size phải từ là 78kg đến 90kg, 92kg. Đầm kim tuyến bạc nha. Chị nào chốt đầm kim tuyến bạc chốt giùm em, chứ bị chị đây hả không? Kim tuyến bạc, ai chốt kim tuyến bạc chốt lên giúp giùm em kim tuyến bạc không?
cho cái đầm nhung mềm phải XL luôn đi con. Em có con đầm xanh la dông nè mấy chị, đầm xanh la nè mấy chị ơi, đầm này mấy chị mặc lên như công chúa vậy nha. Đầm này nè, khi mấy chị mặc lên như công chúa vậy á, chị nè mặc khoảng cỡ từ 70 đến 90 kg, 70 đến 90 kg chốt con đầm xanh két này cho em. Chị con nè, chốt con đầm xanh két giùm cho em nè, bỏ vô ba của con đầm xanh két, bỏ vô ba út luôn, út chụp hình luôn. Dạ em có một cái con áo nhúng nè mấy chị, áo hoa tung đỏ. Áo này size 60 đến 65 kg thôi nha. Chị nào chốt áo này 60 đến 65 kg chốt giùm em. Có một cái bộ hay của cái chị gì bộ thể, để từ từ em bị lên. Để đồ nhiều quá. Qua chưa like hết đóng bỏ sâu luôn á mọi người. Thật sự luôn. Hàng bữa nay ùn lên tới não rồi đó. Ủa con kiếm nhau con này size 14 mà nhớ đây. Rồi em lên tiếp nha. Áo này 100 ngàn 60 đến 85 kg, áo sọc. Chị nào chốt áo sọc này chốt giùm em, áo sọc phơm dài ha. Con này 60 đến 85 kg, 100 ngàn. Ở xanh 14 cũng được con ơi. Bỏ vô đây kêu tiên bỏ vô. Đầm xanh lá sơ mi, đầm xanh lá sơ mi 75 kg. Có không chế là mẫu nào chị Hương ơi? Mẫu nào chế Hương ơi? Con này size 16 nè. Mấy chị ơi con này xinh lắm nha. Em thông báo là con này nó có rất là nhiều size 10, 12, 14 và 16. 10, 12, 14 và 16 con đầm này. Chị nào chốt đầm này chốt lên giúp dùm em đầm này nha mấy chị. Đầm này đầm maxi. Đầm này mấy chị mặc đi biển hơi thì xinh. Con này size 16 nè. Con này có 10, 12, 14 và 16. Con đầm này là 280 ngàn. Đầm này của kho khác. Ti bỏ vô luôn Ti ơi. Ti bỏ cái kia xong đi. Mấy giờ rồi? 10 giờ rưỡi mà hôm nay mọi người không nói chuyện với em luôn á. Thiệt mọi người nói chuyện với em mà còn có phí thế bán. Mọi người nó không nói chuyện em không biết phải bán sao luôn á. Thiệt lòng luôn. Rồi đẩy em vô để mai mai ấy. Em không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Và lúc đó em sẽ hát cái bài không cần biết. Em là ai. Hồi nãy có cái chị gì có cái đầm riêng á. Đầm riêng size 18 nè mấy chị. Đầm riêng size 18 nè. Rồi đưa hàng này về chị chụp hình. Đầm riêng nó có hai con. Nãy kêu đầm riêng lên chưa? Đầm riêng có hai con. Hút móc rồi lại chứ đừng có bước qua bước lại xong gãy móc gần gần nha Ti. Rồi dọn gọn lại đẩy hàng vô đi để mai like tập trung lại hàng Việt Nam xuất khẩu không. Rồi. Chào mấy chị nha. Chó trời ơi một ngày thất bại cực kỳ luôn. Một ngày cực kỳ thất bại rồi. Ti chào mấy chị đi Ti ơi. Chào mấy chị, hẹn mấy chị ngày mai gặp lại. Bye.